đang gặp những khổ đau, cho nên động đến cái tấm lòng của chúng tôi. Cho nên buổi giảng hôm nay thì mới sáng hôm nay quyết định sắp xếp chương trình buổi giảng sáng hôm nay. Lẽ dĩ nhiên là thường những buổi giảng thì Nhất Nhàn có chuẩn bị trước những cái lời dạy của Tổ sư Ấn Quang và lời dạy của Thánh Hiền nằm lòng sẵn trước rồi. Tuy nhiên sức khỏe cũng chưa ổn, sáng hôm nay mới đảnh lễ Bồ Tát Quan Âm trì đại bi niệm Phật hồi hướng cầu nguyện Phật Bồ Tát gia hộ cho có sức khỏe để sáng hôm nay có buổi giảng. Tâm tưởng sự thành sáng hôm nay cũng tương đối là khỏe. Thường khi mình có những cái việc gì muốn làm mà lực bất tòng tâm hoặc sức khỏe không đủ hoặc gặp chướng ngại thì nên thành tâm tha thiết đảnh lễ cầu nguyện Phật Bồ Tát, nhất là Bồ Tát Quan Âm. Ngài sẽ âm thầm gia hộ, gọi là ngầm ứng. Mình có hiển cảm, tức là mình thành tâm, mình đảnh lễ Ngài là hiển cảm. Cảm ít thì ứng ít, mà cảm nhiều thì ứng nhiều, mà không cảm thì không ứng. Không có cái lẽ nào mà có cảm không ứng. Đạo lý này rất là sâu sắc. Trừ trường hợp mình không có nghĩ đến, mình không có suy tư đến, mình không có cầu nguyện đến thôi. Là do cái tính căn, niệm căn, định căn, huệ căn và thiện căn của mình nó yếu quá, cho nên khi mình gặp khổ đau cái mình quên Phật Bồ Tát. Cái lỗi của mình nằm chỗ này. Mà cái đạo lý cảm ứng như đánh chuông, đánh nhẹ thì kêu nhỏ và đánh lớn thì kêu to, không đánh không kêu. Mà thường bọn phàm phu mình gặp chuyện thì quên Phật Bồ Tát, quên ngay. Cho nên hôm nay Nhất Nhàn nói đến cái việc mà mình muốn niệm Phật để vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thì buộc mình phải làm trước là một người thiện nhân, một người hiền nhân. Cho nên trong kệ tu trì của Tổ sư Ấn Quang mà chúng ta áp dụng cho đại chúng ngày nào cũng đọc đó. Nhưng mà có một số người đọc họ khởi được tác dụng, một số người họ đọc nhưng không khởi được tác dụng. Giữ vẹn luân thường, trọn hết bổn phận, ngăn dứt lòng tà, giữ gìn lòng thành, đừng làm các ác, vâng làm các thiện. Đây là thiện nhân. Mà thiện nhân thì niệm Phật mới được vãng sanh, vì tâm mình cảm thông cùng Phật. Nếu mà làm trái lại điều này thì gọi là ác nhân, không có giữ vẹn luân thường, loạn luân. Con bất hiếu cha mẹ là một loại loạn luân. Anh em không hòa thuận là một loại loạn luân. Chủ không nhân từ với tớ mà tớ không trung thành với chủ là thuộc loại ngũ luân, đó là loạn luân. Mình nghe rồi bắt đầu mình mới hiểu, mình biết. Hiểu để mà nhớ là chuyện khó rồi đó. Hiểu để làm cũng là một chuyện khó hơn. Hôm nay Nhất Nhàn sẽ giới thiệu những cái bộ sách mà Tổ sư Ấn Quang hay giới thiệu trong văn sao. Bốn bộ sách mà con người này muốn làm thiện nhân, muốn làm hiền nhân, muốn làm thánh nhân, mà bỏ bốn bộ sách này thì người này không thể làm thiện nhân, hiền nhân, thánh nhân được. Mà đã là thiện nhân, hiền nhân, thánh nhân làm không được thì tu Phật thừa không có cửa để mình vào. Tuy rằng là Tây Phương Cực Lạc hữu lộ, là cửa mở rộng rãi, nhưng mà người vào không được. Con đường đạo mở cửa thênh thang rộng rãi nhưng con người vào không được, vì cảnh giới mình không tương đồng với cái con đường đạo và cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, do mình không học từng căn bản. Từ căn bản mình không học, quên mất căn bản. Học mới lớp 1, lớp 2 mà nhảy lên lớp 10 vô không được, không thể làm được. Không làm một người thiện nhân, là hiền nhân, mà mình để làm Phật thì không có đạo lý này. Cho nên chúng tôi lục kỹ lại cuộc đời của Hòa Thượng Tịnh Không. Ngài có giảng Cảm Ứng Thiên nè, rồi Liễu Phàm Tứ Hứng nè, rồi Quần Thư Trị Yếu nè, một số những sách của Thánh Hiền Ngài đã giảng và đã hành
Bây giờ bắt đầu Ngài đi vào cái con đường đó là liễu sanh thoát tử, niệm Phật cầu vãng sanh Tây Phương. Mình ba chớp ba nhán, chưa có xem qua sách Thánh Hiền và chưa đọc sách Thánh Hiền, đọc cũng ba chớp ba nhán như cỡi ngựa xem hoa, cỡi ngựa xem đèn, không tới đâu. Đọc mới có một hai lần rồi bỏ đó, rồi bắt đầu nhảy lên lớp 10 là bắt đầu khuyên người ta niệm Phật vãng sanh, mà bản thân mình cũng niệm không được, niệm không cảm ứng được với Phật. Bởi vì sao vậy? Trong tâm mình có chướng ngại. Như vậy cái người ác, người chưa phải là thiện nhân có niệm Phật được không? Được. Được nhưng với điều kiện gì? Được nhưng với điều kiện là phải học lời Thánh Hiền và phải khuyên người làm thiện và bản thân mình làm thiện. Mà muốn khuyên người làm thiện và bản thân mình làm thiện phải đọc thiện thư. Hàng ngày con cái cũng không đọc thiện thư, cha mẹ cũng không đọc thiện thư, cũng không đọc lời Thánh Hiền thì nó nghĩ những điều gì? Tài sắc danh lợi, ăn chơi nhậu nhẹt, tứ đổ tường, dầu cho để nó lại một cái sản nghiệp kích xù, nó phá sạch, không tin nhân quả, phá sạch. Cho nên Tổ Ấn Quang mới nói là để cho con một rương vàng không bằng để một bộ sách Thánh Hiền. Ai tin được điều này? Chỉ những người họ đọc sách Thánh Hiền họ mới tin được điều này. Mà đọc phải thực sự là đọc để mà thấu hiểu, để hành trì á, chứ không phải là đọc để đi ăn nói. Mà đọc sách Thánh Hiền nó có bốn cái điều khó. Đọc đi đọc lại nhiều lần là khó. Bộ văn sao sở dĩ chúng tôi đọc đi đọc lại nhiều lần là vì muốn tuyên giảng, cho nên phải đọc đi đọc lại nhiều lần. Chứ nếu không tuyên giảng thì không thể đọc đi đọc lại nhiều lần. Ngán liền. Nghe lời Thánh Hiền phải nghe đi nghe lại nhiều lần. Bà Lưu Tú Văn một đĩa Hòa Thượng Tịnh Không nghe 8 lần. Cái lối của người xưa là phải đọc sách ngàn lần thì nghĩa kia mới tự hiểu. Đọc đi đọc lại nhiều lần. Một bộ sách Thánh Hiền đọc đi đọc lại nhiều lần gọi là 10 năm đèn sách thì công thành mới danh tội. Cái khó của con người chúng ta là không kiên nhẫn, dễ thay đổi và không đọc đi đọc lại nhiều lần. Đây là cái khó thứ nhất. Cái khó thứ hai là đọc rồi để hiểu sâu xa là khó thứ hai. Vì khi mình bỏ sách ra là mình hiểu chuyện khác rồi, mình suy nghĩ chuyện khác rồi, mình lo toan chuyện khác rồi. Cho nên khi mình đọc lại thì không có nhớ được nữa, và thời gian đọc quá ít. Cái khó thứ hai, đọc để hiểu lời Thánh Hiền là khó. Cái khó thứ ba là đọc để nói cho người khác nghe là chuyện khó thứ ba. Dễ nói cho người khác nghe không? Nhiều lúc chúng tôi đi chung với mấy anh em mà chúng tôi không nói được là vì chưa đến lúc để nói, mà chưa đủ duyên để nói, và chưa đủ thời điểm, thời gian và nơi chốn để nói, cho nên nói không ra. Những lúc như vậy thì nói được. Đủ nhân duyên, thời tiết, khế cơ, khế lý, khế thời. Nói cho người khác là chuyện khó. Mà khi mà mình muốn nói cho người khác được là mình đọc, mình phải tư duy rất sâu, nhớ rất kỹ. Và trong đó là đã nằm lòng với mình rồi thì mình nói cho người khác được. Mà cái công đức mà đã nói cho người khác lời khuyến thiện, thiện thư và lời Thánh Hiền thì công đức người này còn hơn cúng dường bảy báu suốt trăm năm. Kinh khủng không? Kinh khủng không? Điều khó thứ ba. Điều khó thứ nhất là đọc được nhiều lần. Điều khó thứ hai là tư duy cho sâu và nhớ thường xuyên tư duy lời Thánh Hiền. Và điều khó thứ ba đó là nói cho người khác. Và điều khó thứ tư là làm được. Tổ sư Ấn Quang nói bây giờ người ta học lời Thánh Hiền, học kinh sách lời Phật Tổ là để ăn nói cho khoe khoang khoác lác cho ta đây là một đại thông gia, chứ không có làm được. Mà xin thưa là khi không làm được thì cái lời nói không khởi tác dụng. Trong kinh sách đó mình đọc không khởi tác dụng, không làm được là sao? Trong sách đó nói hiếu dưỡng cha mẹ, kính già thương trẻ, làm được. Kính già thương trẻ thì những người già khác mình kính thiệt, nhưng mà cha mẹ mình không kính. Cha mẹ mình cũng người già mà mình không kính, vì ở chung với nhau lâu ngày nó khinh nhờn. Thì cái chữ kính già thương trẻ có trọn vẹn không? Chưa trọn vẹn được kính già. Vì mình kính những người già khác, mình gặp thì mình cho tiền, mình dắt qua đường, mình lo lắng cho người già đó. Nhưng mà cha mẹ mình không kính. Không kính tức là mình có những lời hỗn láo, những lời láo xược, những lời bướng bỉnh, những lời ngang ngạnh, những lời cãi vã với nhau.
Khó cực kỳ chứ không phải là dễ. Đó, làm được mới là chuyện khó. Thương trẻ làm được. Cũng có những người thương trẻ, nhưng mà thương thì hại nó. Vừa rồi trên báo đó có cái ông 30 mấy tuổi mà hành dâm, gọi là hiếp dâm đứa 12 tuổi, nó chết luôn. Giờ ra xử thì xử bắn thôi. Cũng là người này thương trẻ, thương mà hại, thương mà chết người như không. Thương kiểu này có phải là thương là thánh hiền dạy không? Không. Thương trẻ là phải coi nó như em ruột. Nếu cái ông ba mấy tuổi này mày coi đứa 12 tuổi này như em ruột, như lời trong thánh hiền nói, bằng tuổi coi như là bạn, là coi như là em, ngang tuổi sánh đôi, nhỏ tuổi hơn là em ruột, lớn tuổi hơn là chị, lớn tuổi hơn là mẹ. Mà họ không xem được điều này, và họ thương bằng cái tâm ái nhiễm vị kỷ, cho nên họ làm những việc loạn luân, bây giờ phải vô tù ngồi. Có mới xử ông này. Mà khi vô tù ngồi rồi chưa xong, khi chết rồi mới đọa ác đạo vô lượng đời kiếp. Chỗ này mới là cái chỗ mà nhân quả nó nói đến. Cho nên người mà họ sợ làm điều ác là họ phải sợ nhân quả. Sợ nhân quả xấu ác, bị đọa lạc. Tin lời Phật dạy là người này tin nhân quả là cái gốc. Như vậy hôm nay sách Thánh Hiền dạy cho chúng ta những cái gì, và hôm nay chúng tôi sẽ lên nói cái gì? Thứ nhất sẽ thông báo rộng rãi tặng cho tất cả những người có mặt ở đây và trên chùa, cũng như trong nước Việt Nam và trên toàn thế giới, những bộ sách mà Tổ sư Ấn Quang thường giới thiệu và in số lượng rất nhiều. Thứ nhất đó là sách Thọ Khang Bảo Giám. Đây là một loại thiện thư răng dâm tuyệt hay. Nếu đọc vào thì họ không khởi ý niệm dâm tâm được, vì lời thánh hiền, lý này đã chế ngự được dục sự, lý đã chế ngự được dục sự. Thường xuyên đọc Thọ Khang Bảo Giám thì mình đã đọc ra thành sách rồi, 8 tập, chúng tôi rất trân quý và để lên trên YouTube sách Thọ Khang Bảo Giám, sách Thánh Hiền. Nhưng mà giữa cái đọc với cái nghe mình phải phối hợp nhau. Nghe thời gian cũng sẽ hơi chán và không nhiếp tâm được, phải quay qua đọc. Đọc thời gian mỗi mắt quay qua nghe. Đây là bộ sách đầu tiên chúng nữ quý Phật tử mang về cất đó, cho con em của mình quý hơn rương vàng. Rương vàng mình để cho nó có thể xài trong cuộc đời nó, và có khi chưa hết một đời nó đã hết sạch rương vàng rồi. Vì sao? Vì đồng tiền không phải mồ hôi nước mắt của nó là một. Thứ hai nữa, nó không tin nhân quả và ăn chơi chắc tán, thì rương vàng nó xài sạch. Hoặc giả là mình lo cho nó thành một cái tổ nghiệp, tức là thành một cái sự nghiệp. Mà sự nghiệp nó khá là giỏi, bác sĩ, kỹ sư, hoặc làm những người có quyền thế. Nhưng mà họ có quyền thế, họ bác sĩ, kỹ sư, họ là người giỏi, có tài, nhưng mà nó thiếu đức. Là đứa này là đứa tiểu nhân. Giờ quý vị cũng mới nghe trên đài và trên báo, một số người vì tham tài, tham tiền mà làm chuyện hối lộ, cho nên giờ vô tù ngồi, đúng không? Có rồi đó. Vì sao vậy? Vì họ không khống chế được lòng tham. Vì không khống chế được lòng tham, cho nên thành ra họ tham quá độ, cho nên nó hết cái phước và phạm đến pháp luật, cho nên bây giờ phải vô tù ngồi. Sự nghiệp mất sạch, gia đình con cái bây giờ phải trốn chui trốn nhủi, không dám nhìn mặt những người khác. Có khổ gì bằng, cái nhục gì bằng. Bây giờ vô tù ngồi rồi. Có phải họ không hiểu biết không? Họ hiểu biết hết, nhưng mà không khống chế được lòng tham, là tham tài, tham sắc, không khống chế được, cho nên thành ra bây giờ phải ra cái nông nổi như vậy. Nhà cửa thu sập, tiền bạc thu sập, rồi con cái sẽ ra cái cảnh như thế nào? Vì vậy cho nên nếu đọc sách Thánh Hiền thì con người này không thể làm được chuyện này. Nếu đọc sách Thánh Hiền này thì con người này không thể sanh ra cái lòng tham để mà có thể bây giờ vô tù ra tội như vậy, nhốt trong tù như vậy. Họ có tài, họ rất giỏi, nhưng mà họ thiếu đức, cho nên Thánh Hiền nói là tài thắng đức là đứa tiểu nhân, mà đức thắng tài mới là người quân tử. Bây giờ mình cho con mình là tiểu nhân hay quân tử? Nếu muốn cho nó là người quân tử phải để sách Thánh Hiền cho nó lập tổ đức. Nếu nó biết đâu là thiện là ác mà nó làm thiện thì đang lập tổ đức cho nó.
À, cái chỗ này là cái chỗ sâu sắc. Nếu mà lập tổ nghiệp là cho nó bác sĩ, kỹ sư để tiền giàu có cho nó, lẽ dĩ nhiên cha mẹ nào cũng phải nghĩ đến con cái điều này. Nhưng mà để toàn tâm tư vào cho nó như vậy mà không cho nó biết đến cái tổ đức, tức là nó hiếu dưỡng cha mẹ, nó thương người, nó tích đức á, thì cái tổ nghiệp mình xây dựng cho nó là giống như là cho nó hai trái nó ăn, để tiền bạc của cải cho nó sự nghiệp, tức là cho nó hai trái ăn. Nó hái hoài hết trái rồi và cây này khô rồi không còn trái nữa, bắt đầu nó đi sang nhà người khác nó hái. Nghĩa là sao? Chỗ này rất thâm thúy. Nó hưởng hết cái phước cha mẹ để lại rồi, nó tiếp tục nó hưởng cái phước trong mạng của nó cũng hết sạch rồi, bắt đầu nó sanh ra trộm cướp đầu đường xó chợ. Là hái hết trái cổ trong nhà mình rồi, cái cây của mình hái hết trái rồi, bắt đầu đi hái trái người khác. Hưởng hết cái phước của mình rồi, bây giờ bắt đầu mới đi trộm cắp đầu đường xó chợ, xì ke ma túy. Có không? Có nhiều lắm. Cái cô mà chúng tôi kêu là hôm qua nói chuyện với tôi mà từ Quảng Nam mà đi với đứa con gái ở Đắk Lắk qua đây, gia cảnh quá tội nghiệp, một đứa thì xì ke ma túy vô tội ra, vô tù ra tội, một đứa thì bị câm, một đứa thì đi cũng làm ăn được, tự nuôi bản thân được, còn người mẹ thì con cái chửi rủa đánh đập. Chúng tôi thấy hoàn cảnh quá thương tâm, quá thê lương. Chúng tôi kêu thôi cô dắt bà cụ vô đây trước để tôi nuôi, chúng tôi nuôi trước cho, rồi từ từ nó thay đổi. Từ hai con người này mà hôm nay chúng tôi có buổi giảng. Xã hội bây giờ băng hoại hết toàn bộ những cái đạo đức. Vì cha mẹ không đọc sách thánh hiền, con cái cũng không đọc sách thánh hiền. Và hôm qua chúng tôi nói với cô đó là cô không phải là hiền mẫu, không đọc sách thánh hiền, không dạy nó từ trong thai giáo. Cho nên thành ra là đến bây giờ nó đã trở thành một người ngỗ nghịch rồi. Cô khó uống nắng, cô kêu đúng rồi. Con nói cái là nó chửi con lại liền, không nói được. Nếu mình dạy nó lời sách thánh hiền, nó hiếu thảo với cha mẹ thì làm gì nó có cái chuyện này xảy ra. Cái chỗ này mọi người trong này và cũng như đang phát trực tiếp trên toàn thế giới suy nghĩ lại. Suy nghĩ lại. Là một người thánh hiền, một người hiền thiện thì buộc người này phải đọc thiện thư, thánh thư, Phật thư, Bồ Tát thư, Tổ thư, sách của Tổ, sách của Phật, sách của Bồ Tát, sách của thánh hiền, thường xuyên đọc, thường xuyên đọc. Thọ khang bảo giám. Nếu đứa nhỏ nào mà đọc thì bắt đầu từ tuổi bắt đầu có dục niệm khởi lên, người phụ nữ 13, 14 tuổi, đứa thanh niên 15, 16 tuổi khi đọc thọ khang bảo giám thì không bao giờ dám khởi dục niệm. Mà đọc phải là đọc được khởi tác dụng, đọc thường xuyên. Bộ sách Cảm ứng thiền, Vận biên, Tổ sư Ấn Quang in 3 triệu bản. Đây là bộ sách tuyệt tác, kỳ thư tuyệt tác. Chúng tôi đang phổ biến cho đại chúng đọc. Bộ hôm qua có một số quý Phật tử thỉnh, chút nữa thỉnh về đọc. Hôm qua có một số mấy Phật tử lên chúng tôi tặng, nó kêu con muốn đọc sách lắm mà không biết sách nào để đọc. Sách ở bên ngoài kêu là làm ăn giàu có, kinh doanh đắc lợi, nhưng mà con về con đọc làm không được. Vì sao người ta làm được? Trong mạng họ có tài, họ đọc, họ làm, họ viết ra sách đó, họ thành công. Trong mạng mình không có tài, đọc làm được. Quan trọng là vẫn là trong mạng của mình được tích lũy. Muốn có tiền xây nhà phải biết tích lũy. Mà cái người thánh hiền xưa kia họ tích lũy bằng cách nào? Lắng nghe này, lắng nghe này. Một là họ cần kiệm, biết tiết kiệm, tiêu xài trong chừng mực, không có ăn tiêu phung phí. Đó là từ nơi bản thân của họ. Nhưng họ giúp người là họ không tiếc, họ làm phước giúp người rất mạnh. Thì hai cái điều tích lũy tài của người xưa là từ miếng ăn, miếng uống và tiết kiệm tiêu xài đến miếng mặc, đến chỗ ở, họ tiết kiệm trong ăn mặc ở bệnh. Từ nơi bản thân họ, họ không hưởng phước. Bên cạnh đó họ làm phước thì họ giàu không mấy chốc. Mình tiết kiệm có, không dám ăn có, nhưng mà không biết làm phước. Cho nên người này cũng phải chưa phải là tích tài trong mạng theo lời dạy thánh hiền. Bản thân chúng tôi thường nói nghèo cùng cực, đời trước không bố thí, sanh vô gia đình cũng nghèo, rồi đi tu cũng thiếu thốn. Năm 2000 đến 2007 lên chùa là thiếu, không có gạo nấu, bình ga cũng đi mua chịu. Đến bây giờ làm sao có? Làm sao có? Tự thân của mình biết tiết kiệm, không ăn chơi phung phí, rồi lo cho cụ già, in kinh phóng sanh làm phước. Lúc trước là phóng sanh một tháng 150, trước đó một tháng 400 triệu, đúng không?
sau đó còn tháng 150, đến bây giờ là một tháng 80 triệu, mỗi chủ nhật là 20 triệu. Mà đầu tiên bắt đầu khởi nguồn phóng sanh năm 2007 là có 500 ngàn một chủ nhật là 2 triệu một tháng. Vì sao bây giờ có? Vì sao bây giờ có? Nói đây không phải khoe khoang, nói đây là cái bí quyết để sanh ra, tích lũy trong mạng mình có tài để sanh ra. Một mặt là tiết kiệm, về ăn, ăn chay, rau dưa đủ no được rồi. À, uống nước trong, nước lã được rồi. Mặt đủ che thân được rồi. Nhà tôn che ấm, che nắng, che mưa được rồi. Ăn mặc ở bệnh, người ta tiết kiệm thì bản thân họ đang tích tài. Và phát tâm lo lắng cho thiên hạ thì đang tích tài. Tiết tài và tích tài, tiết đây là tiết kiệm chứ không phải ích kỷ. Tích tài tức là họ muốn làm cái điều này giúp ích cho tha nhân, cho nên hai điều này làm trong mạng họ có tài. Đó là kinh nghiệm xương máu của chúng tôi từ một người khổ cực, cơ hàng đối thiếu. Vì sao mình học mà làm không được? Chút nữa quên. Chút nữa quên. Muốn không quên thì phải nghe đi nghe lại nhiều lần, đọc đi đọc lại nhiều lần. Cuốn sách thứ ba đó là Thay đổi vận mạng. Đó là Liễu Phàm Tử Huấn. Một người nghèo khổ coi sách Liễu Phàm Tử Huấn trở thành một người giàu có. Một người chết yểu coi sách Liễu Phàm Tử Huấn trở thành một người trường thọ. Một người xấu xí coi sách Liễu Phàm Tử Huấn trở thành một người đẹp đẽ, trang nghiêm, thanh tịnh, tướng tốt. Hay cực kỳ cái sách này luôn. Tổ sư Ấn Quang vẫn giới thiệu sách này. Và cuốn sách thứ tư là An Sĩ Toàn Thư. Bốn cuốn sách này. Và cái chú Phật tử ở Hà Nội, chú cúng dường 400 triệu mua 100 cuốn sách điện tử này. Chúng tôi đang phát cho đại chúng ở đây đủ hết rồi. Trên chùa cũng đủ rồi. Trong này nếu mà tính ra là phải bỏ đại tạng kinh được một lô sách mấy bao cho vô trong này. Thì cái này được ưu tiên cho đại chúng trước. Và thầy Phổ lúc trước kêu thầy đọc, thầy kêu chán, chữ nhí, xong chúng tôi mới chỉ cho thầy làm cái chữ lớn ra và lưu lại vân vân mọi thứ. Thầy đọc một buổi chiều 3 tiếng an lạc vô định luôn. Chứ cái người mà muốn để cho họ trở thành thánh hiền thì buộc họ phải học sách thánh hiền, đọc thường xuyên sách thánh hiền và đọc đi đọc lại sách thánh hiền và nghe lời của thánh hiền, thì thường xuyên hàng ngày họ nghĩ lời thánh hiền, họ nghĩ lời thánh hiền thì họ mới làm được lời thánh hiền. Cho nên trên cái nguyên tắc trong sách này có nói rằng là người đó muốn làm thiện thì người này phải thường xuyên nghĩ điều thiện, mà muốn nghĩ điều thiện thì người này phải đọc sách của thiện thư. Cái nguyên tắc nó như vậy. Mà khi đọc sách thiện thư thì họ thường đọc sách thiện thư thì họ phải thường nghĩ những điều thiện. Mà họ thường nghĩ những điều thiện thì họ phải làm được điều thiện. Bởi vì cái người mà muốn làm được điều thiện là cái quả thiện đó, thì từ nó cái nhân tâm và tâm niệm đó họ khởi được thiện niệm. Con đường đi vô chỗ này, con đường đi vô là chỗ này. Rồi bắt đầu từ thiện niệm đó, bắt đầu mình mới là đi đến cái chuyện Phật niệm, Bồ Tát niệm, Đại Bi niệm và văn kinh niệm để liễu sanh thoát tử. Không vô được con đường này thì chịu. Còn cái người vì sao họ gặp quả ác? Họ gặp quả ác đó là do tâm họ khởi điều ác. Tâm họ khởi điều ác. Và ác tâm là tâm họ luôn luôn khởi điều ác. Bởi vì họ không gặp được sách thánh hiền, họ không gặp được thiện thư. Hàng ngày họ gặp với những bạn xấu ác. Gần mực thì đen, gần lửa thì cháy, gần đèn thì sáng. Gần đèn là họ gặp được cái sách thánh hiền. Lắng nghe cái câu này của cái ông Hàng Vũ. Ông Hàng Vũ, ông nói một câu ở trong Cảm Ứng Thiên, chúng tôi ghi ra đây để đại chúng nghe cái câu này gọn nhưng mà hay cực kỳ. Ông Hàng Vũ này, đúng là cái bộ sách này coi như là một bộ sách mà Tổ sư Ấn Quang mới nói là sách Cảm Ứng Thiên nói khi đọc sách thì trong tâm khởi lên một niệm khẩn thiết rạng ngời như gặp được khách quý. Khi đọc sách Cảm Ứng Thiên đọc đến chẳng khi nào không cảm thấy chánh khí tốt lành tràn trề nảy sanh trên giấy. Có nghĩa là sách thánh hiền, sách thiện thư, chánh khí ở trong này khi đọc lên nó tràn trề ở trong giấy. Mà khi tràn trề trong giấy thì nó sẽ khởi lên tràn trề nơi trong tâm mình, gọi là bừng bừng trong tâm một khối nguyên khí thái hòa. Đúng là bộ sách đại kỳ thư trọng yếu trong thiên hạ.
Những câu này nghe thích cực kỳ đối với những người thích đọc sách thánh hiền. Ông Hàng Vũ ông nói sao lắng nghe nè. Khuyên người khác trong một thời gian ngắn thì dùng miệng để khuyên, mà khuyên người trăm đời ngàn đời thì dùng sách để khuyên. Hay, hay, tuyệt hay. Hôm nay mọi người ngồi đây nghe chúng tôi nói tiếng mấy cho tiếng rưỡi, về lại nghe tới nghe lui trên YouTube được vài lần nữa, phải không? Thì chỉ là trong thời gian ngắn để khuyến thiện, khuyến họ làm thánh hiền. Còn giới thiệu cho họ bộ sách, họ đọc năm này năm nọ và họ làm được, thì người này khi mà giới thiệu bộ sách và nói cái giá trị của bộ sách thánh hiền để họ làm được, thì giáo hóa cho họ suốt đời và đời này đến nhiều đời sau. Cho nên Tổ sư Ấn Quang vẫn là in sách để lưu truyền, là thiện thư, là dạy người nhiều đời, trong không những trong một đời này. Ví dụ giờ chúng tôi giảng như vậy, lỡ mai mốt vài năm nữa chúng tôi ra đi, còn giảng nữa không? Không. Nhưng sách thánh hiền còn không? Còn. Còn. Như vậy cho nên thành ra phải đầu tư vào sách thánh hiền, lưu truyền sách thánh hiền. Cái chỗ này là cái chỗ mà ông Hàng Vũ ông nói chúng tôi tâm đắc. Hôm nay bắt đầu giới thiệu, mỗi buổi giảng phải giới thiệu sách thánh hiền. Lúc trước là mỗi buổi giảng là thầy Minh đọc văn sao đó. Vì trong văn sao cái bộ sách đó là nó cô động và tốt yếu toàn bộ những cái bộ sách thánh hiền, thiện thư và đến sách lời tổ, lời Phật để chỉ cho mình để liễu sanh thoát tử. Thì bộ sách này chúng tôi vẫn xem như là bộ sách gọi là kỳ thư đại yếu, từ điển toàn tập, kiệt tác với chúng tôi, mà trong 5 năm rồi đọc và giảng vẫn không có ngơi nghỉ và không có chán. Không chán. Nãy giờ những người có cái nhân duyên thiện căn ngồi đây nghe những cái điều này, tự nhiên trong cái tâm tư mình khởi lên một cái niềm hân hoan, một cái chánh khí tràn trề nơi tâm thức, đúng không? Đọc sách thánh hiền thì chánh khí ở trong sách tràn trề. Nghe lời thánh hiền trong tai của mình khởi lên một chánh khí tràn trề. Chánh khí là gì? Là tâm niệm chân chánh. Mà tâm niệm chân chánh này thì phước báu nó tới, mình xài không hết. Thọ mạng mình kéo dài trăm năm là bình thường. Vì trong tâm mình có tà khí, tà tư, tà niệm, cho nên thọ mạng thì ngắn. Mà khi thọ mạng ngắn á, thì tài của tiền bạc cũng ít, giảm lầm, mất mát. Rồi thân thể bắt đầu xấu xí, con cái bắt đầu ruồn rẫy. Khi thọ mạng nó hết thì nó kéo theo những chuyện đó, để cho mình phải chết sớm. Trong Cảm ứng Thiên Chánh Văn có nói chỗ này, chúng ta thầy Minh sẽ đọc. Chúng tôi nghĩ hôm nay những người có mặt ở đây, cũng như là một số quý Phật tử ở Hà Nội, rồi Sài Gòn, rồi ở bên Hoa Kỳ, Maryland, rồi bên các nước trên thế giới đang hưởng thụ Phật Pháp, nhất là bên Mỹ, giờ này họ đi làm về rồi, họ thích nghe những điều của thiện thư, lời thánh hiền từ chúng tôi nói, thì họ chìm lắng tâm tư trong đó. Và đây là lúc họ xả chết tốt nhất. Đây là lúc mà họ gạn lọc phiền não hay nhất. Không còn suy nghĩ công việc gì bên ngoài nữa hết. Đây là lúc mà tâm tư họ tĩnh lặng hay nhất. Cái tác dụng của buổi giảng rất cao, nhưng mà nếu mà không tiếp tục để đọc lời thánh hiền thì nó sẽ quên lãng. Quên lãng. Có cái điều này trong văn sao Ấn Tổ nói: nếu người đã niệm Phật vãng sanh là họ đang uống cam lồ, và người niệm Phật mới thấy được cái niềm vui của niệm Phật. Người đọc sách thánh hiền mới thấy được niềm vui của sách thánh hiền. Người trì chú mới thấy niềm vui của sự trì chú. Và người niệm Quan Âm, người ta làm thiện mới thấy niềm vui của người làm thiện. Nếu mà họ nói ra người khác biết là chỉ trạng thái thôi, chứ còn cái cảm xúc đó thì tự họ nhận biết được. Khi họ niệm Phật thì họ đang uống nước cam lồ, đang uống đề hồ. Lắng nghe. Nhưng mà chất đề hồ này bị pha lẫn với chất độc. Nghĩa là họ dù niệm Phật là uống chất đề hồ, thân tâm khỏe mạnh an vui, nhưng mà họ vẫn khởi tham sân si, ngã mạn, trộm cắp dâm dục. Thì cái tham sân si, trộm cắp dâm dục và tâm ác độc này, đó là chất độc. Mà chất độc này quá nhiều, chất đề hồ không là bao nhiêu. Người ta niệm Phật không bao nhiêu, họ làm thiện không bao nhiêu, cái tâm họ tốt là tâm đó là muốn nói những cái đề hồ đó nó ít.
mà pha lẫn với chất độc thì người này vẫn chết. Đề hồ pha lẫn với chất độc uống vẫn chết người như chơi. Hay không? Niệm Phật nhưng mà tâm không có độc thánh hiền, không làm được điều thánh hiền, không làm được điều thiện, và tâm ác niệm vẫn cứ khởi, nhục mạ mẹ chồng, khinh chê mẹ chồng, khinh chê mẹ vợ, khinh chê cha mẹ, tốt lành với người hàng xóm bên ngoài, đạo đức giả. Đạo đức giả không ăn thua, không phải là kính già. Con cái không hết bổn phận, bỏ bê, không dạy lời thánh hiền. Thì Tổ Ấn Quang nói nếu không dạy nó lời thánh hiền để trở thành người người hiền thiện, mà nó chỉ có tài mà không có đức, thì cái tội của cha mẹ lớn cực kỳ, không tội gì lớn bằng. Nếu mà nói cho nó lời thánh hiền, nó tích lũy được âm đức, nó là một người tốt trong xã hội, thì con người này, cha mẹ này, cái phước bằng ngang với thánh hiền. Kinh khủng không? Nếu chất độc chung lẫn với đề hồ, nếu niệm Phật vẫn còn khởi ác niệm thì vẫn phải đọa lại. Vậy thì bây giờ mình phải làm sao? Ác niệm ai cũng còn. Một mặt là tích cực trừ ác niệm từ cái dâm niệm, từ cái tham lam, từ cái sân hận, từ cái bực tức, từ cái keo kiệt, từ những cái tâm mà xấu ác, như là trừ ghẻ độc trong thân. Ai có ghẻ độc trong thân, ghẻ ruồi trong thân có trừ không? Có sa thuốc không? Có. Phải trừ nó như ghẻ độc trong thân. Một mặt là khởi niệm để trừ, một mặt là đọc sách thánh hiền để biết nguyên tắc để trừ, và một mặt đến niệm Phật nữa. Thì con người này phải chuyển từ phàm sang thánh là lẽ tất nhiên. Là lẽ tất nhiên. Chắc chắn là phải chuyển. Không còn con đường nào khác. Còn nếu một mặt là niệm Phật, một mặt không đọc sách thánh hiền, vẫn khởi tà niệm ác niệm, thì niệm Phật không cử lại nỗi ác niệm, thì vẫn phải đọa lạc như chơi. Thuốc độc trộn lẫn với đề hồ, uống vô chết người. Hiểu không? Quá hiểu, quá dễ đúng không? Mình chỉ nghe là thuốc độc trộn lẫn với đề hồ uống là chết, trong Phật sao chỉ nói như vậy thôi mà đâu hiểu nổi đúng không? Không hiểu nổi, cái nghĩa lý quá sâu xa, nghĩa lý của tổ quá sâu xa. Nhưng hôm nay chúng tôi giảng trạch ra mình hiểu liền đúng không? Vì sao mình làm không được? Vì cái tập khí phiền não, tham sân si, ngã mạn của mình quá mạnh. Còn cái việc mà khuyến thiện tu hành quá yếu, cho nên thành ra cái mạnh được yếu thua. Nguyên tắc là mạnh được yếu thua. Đêm hôm qua chúng tôi đọc cái mẫu chuyện của ông Phạm Trọng Yên. Khi mình đọc cái mẫu chuyện của người thánh hiền rồi, tự nhiên trong tâm mình bừng bừng lên một ý niệm của thánh hiền. Hay tuyệt. Lên 5 tuổi thì cha mất sớm, mẹ tái giá có chồng khác, buộc ông phải vô chùa để kiếm kế sinh nhai. Không còn con đường nào đi, không còn ai để mà nhận lòng. Nếu mà có người mà biết nuôi những người trẻ này thì thương trẻ thì cái phước lớn, cực kỳ lớn. Ông vô chùa, ông ở đó. Và bắt đầu ông học. Ngày đêm ông đọc sách thánh hiền, ông học, ông tự học. Và thức ăn của ông là chỉ là cháo. Và cháo cắt từng miếng ra để cất đỡ mất thời gian nấu. Thí dụ nấu một buổi là ăn ba buổi. Và để chỗ nào mà lạnh á, cái thời Trung Quốc lạnh á, để cho nó không bị thiêu, ăn từng cục cháo như vậy để sống. Ông nói cái đời mình quá bạc bẽo, cha mất sớm mẹ tái giá, là cái phước mình quá ít. Đọc lời thánh hiền ông mới biết. Chứ nếu mà không đọc lời thánh hiền thì nó đi chăn bò. Ông Phạm Trọng Im này đi chăn bò, chăn trâu thì làm sao biết được cái điều này. Nhờ đọc thánh hiền là biết mình không có phước sanh vô gia đình nó đi ra nông nổi như vậy. Bây giờ bắt đầu là tích phước bằng cách là ăn rất tiết kiệm. Hay chưa? Khởi lại trong người một con người thiếu phước, sanh vô gia đình nghèo tùng cũng thiếu, cha mẹ bỏ bê mình, cha chết mẹ tái giá theo chồng khác. Thế mà bây giờ bắt đầu ông sẽ trở thành một con người thánh hiền do ông đọc sách thánh hiền, đọc ngày đêm. Ông biết trở thành người giàu có, thánh hiền phải là người tích phước. Bắt đầu ăn tiết kiệm, ăn tiết. Sử dụng vật dụng, xin chùa nấu cháo ăn như vậy. Và có nhiều người bạn bè thấy quá thương ông. Và đem đồ ăn ngon đến ông không ăn, ông trả. Hỏi vì sao vậy? Nếu tôi ăn ngon ngon này thì tôi sẽ quên cái món cháo đạm bạc của tôi. Phạm Trọng Im, tổ sư ông Quang phải khen ông này. Gia đình của ông lưu truyền 800 đời. Ông dạy con cái ông thành công 4 người luôn. Để con sanh cháu là thành công. Tiết kiệm. Mà cha mẹ tiết kiệm thì con mới tiết kiệm. Cha mẹ phung phí thì con sẽ phung phí.
Cha mẹ uống bia thì con phải uống bia, cha mẹ hút thuốc thì con phải hút thuốc, dạy cho nó. Rồi bắt đầu ông lớn lên một chút xíu, ông thấy ngay gốc ông nằm có một đống vàng. Trời ơi, ông đang nghèo kiểu này một đống vàng thì quá mừng rồi, còn gì nữa đúng không? Làm lơ không nhìn đến, tiền của thiên hạ không đụng đến, nhất là đang ở trong chùa, mình đang nương nấu trong chùa, bây giờ mình lấy cái đống vàng này mình đi, thì người mình bao nhiêu cái tích phước bấy lâu nay ăn khổ cực là coi như đổ xuống sông xuống biển, không màng đến, để im đó luôn. Rồi một thời gian ông này thi đỗ trạng làm quan. À, vì sao ông làm quan? Vì sao ông làm quan mà trong khi đó không có cha mẹ dạy dỗ, sách dạy dỗ, sách thánh hiền dạy dỗ. Khi ông làm quan rồi bắt đầu mấy thầy ở trong chùa đó chắc trải qua cũng thời gian phải trên chục năm khá lâu. Bởi vì lúc trước ở trong chùa cho nên thành ra mấy thầy mới thấy ông làm quan, cho nên thành ra mới đến để mà quyên mộ tịnh tài để xây chùa. Thì ông dắt mấy thầy về tại cái phòng ông ở, ông chỉ chỗ đó đó là có vàng. Thì lật lên thấy vàng, mấy thầy lấy xây chùa. Kinh khủng không? Mà ông này, ông có một cái câu ông nói mà gọi là lo trước cái lo của thiên hạ, vui sau cái vui của thiên hạ, làm cho thiên hạ vui trước đi. Gọi là vui sau cái vui của thiên hạ, tức là làm cho thiên hạ vui trước, rồi mình vui sau. Lo trước cái lo của thiên hạ là thiên hạ chưa đói mà ông đã lo cái chuyện mùa màng bắt mát. Phải là con người này khởi được niệm thiện không? Còn mình chỉ lo cho gia đình của mình, là lo sau cái lo của thiên hạ là chỉ lo trong gia đình, chứ không khi nào nghĩ đến thiên hạ. Cho nên ra mình không có phước. Vui trước cái vui của thiên hạ, tức là mình thích những cái điều vui thú, chứ còn để mà lo cho thiên hạ vui mình không có. Ông Phạm Trọng Yêm này thực sự là một người đặc kỳ. Mất cha 5 tuổi, mẹ tái giá, vẫn trở thành một ông quan liêm khiết. Từ cái gì? Từ đọc sách thánh hiền. Tổ sư ông quan cái dạy chỗ này. Sở dĩ vì sao trong gia đình mình xung đột, giờ nói đến cái câu chuyện của hai mẹ con cô này một tí. Nhưng mà nói câu chuyện của hai mẹ con cô này chính là nói mọi người trong này, và chính là nói bản thân của chúng tôi và mọi người trên thế giới phải lắng nghe chỗ này. Tâm mình chưa thuần thiện thuần tịnh, gặp đối tượng là con là chồng đó đi đến đòi nợ, tức là đến để báo oán mình, thì dùng lời nói để dạy dỗ thì tranh cãi với nhau. Có một số những vị tu sĩ tuy rằng chúng tôi nói không cãi lại mà trong lòng bất tuân, không chấp nhận, không tin dùng theo, tuy rằng họ không mở miệng cãi, không dám, nhưng mà điều trong lòng họ bất tuân, thì mình dùng lời nói để mình dạy răng, mà mình chưa phải là thuần tịnh thuần thiện, chưa phải là mình học lời thánh hiền, mình chưa có đức độ, thì tự nhiên nó cãi vã vợ chồng với nhau, hay nói chuyện với nhau lời qua tiếng lại là dùng lời nói để mà phân bua với nhau đúng sai phải trái, đến nỗi là để mình dạy con cái mà dùng lời nói thường xuyên, để dùng lời nói để dạy thì sẽ bị tranh cãi. Bây giờ dùng cái gì để nói, dùng cái gì để dạy, dùng thân để giáo hóa, cũng như cái cô đó. Bây giờ có không nói gì đến cái đứa xì ke ma tí vô tù ra tội đó. Có im lặng, có làm một con người tốt. Mà chính cái im lặng này bắt đầu nó sẽ suy nghĩ đến mình. Và chính mình nói đi, nói lại, nói tới, nói lui đó là mình gây oan gia cho nhau. Hôm qua chúng tôi nói một câu mà cô gật đầu, cô nói đúng. Kiểu khi mà cô buồn bực với nó, cô nói tới nói lui làm cho nó bất hiếu, nó tạo nghiệp xấu ác, thì cô cũng là người đang tạo cái nhân ác để cho nó phải đọa lại. Hỏi giờ cô phải làm sao? Không nói nữa. Không nói nữa thì biện pháp như thế nào? Không nói nữa không phải là mình mặc cầu mày có ngăn, không nói nữa, nhưng mà tâm mình vẫn hoan hỷ, lo theo dõi, lo cho nó mà im lặng, dùng lời thánh hiền, đó là dùng thân để giáo hóa, bắt đầu mình làm một con người tốt. Sự việc này có không? Có. Hai anh chàng xì ke ở bên Hải Phòng, ở ngoài Hải Phòng nó coi như là xì ke ma tí trộm cắp. Bà mẹ bà nói kiểu gì con không được, cuối cùng sao? Bà im lặng, bà tu 3 năm hai đứa nói chuyện. Cái im lặng nói đúng lúc cực kỳ hay, cực kỳ hay luôn, nhưng mà mình làm không được. Cho nên cái dở của mình là dùng lời nói để giáo hóa, không dùng thân để giáo hóa, không dùng sách thánh hiền để giáo hóa, cho nên thành ra không giáo hóa người này được. Cho nên bây giờ bắt đầu mình đổi lại cái quan điểm. Đổi quan điểm gì?
hàng ngày phải nung đúc lời thánh hiền trong thâm tâm của mình và đem lời thánh hiền để trang nghiêm thâm tâm của mình, đem lời thánh hiền, lời Phật tổ để gì? Để chắc vào trong thâm tâm của mình. Chắc vào như thế nào? Dùng miệng của mình xướng danh hiệu Phật, danh hiệu Bồ Tát, tụng thần chú đệ bi. Dùng thân của mình đảnh lễ Phật, dùng tâm của mình nhớ Phật, nhớ lời thánh hiền, dùng mắt của mình đọc sách thánh hiền, dùng tai của mình nghe lời thánh hiền. Thì xin thưa với các bạn, chưa tới 3 năm đâu. Nói 10 năm là quá dài, chưa tới 3 năm đâu. Thì con người của bạn đã thay đổi rồi. Cũng là cô A, cô B, cô C đó, cũng là thầy giác nhàn đó, nhưng mà trong tâm họ là khác rồi. Con người vẫn là nhân vật đó mà trong tâm đã khác. Khác là gì? Từ phàm chuyển thành thánh. Còn nếu mà không có sách thánh hiền, mà cha mẹ mình cũng phải hay là thánh hiền, thì thực sự quý vị sẽ chướng ngại trùng trùng điệp điệp, vì toàn bộ là sống với tâm ý niệm ác, ý niệm xấu, và nó cứ chướng ngại hoài do mình tự chiêu cảm chướng ngại đó. Mà chướng ngại đến lúc mình phải chết sớm, mà không chết sớm thì phải gặp chướng ngại hoài, vì sống với tâm đó là phàm phu tục tử, luôn khởi ác niệm chứ không phải là thiện niệm, thì làm gì có thiện nhân thiện quả đến với mình. Nhiều người họ không nhìn nhận được mình đang là người thiện, mà thực sự họ là người ác chứ không phải họ là người thiện. Và khi đọc vào trong này mới thấy những cái điều wow, sao nói là những điều ác nó quá chúng đi. Nịnh hót kẻ trên, chà đạp kẻ dưới, đủ kiểu mà làm những chuyện ác. Mà không đọc vô trong này thì không có thấy. Hôm bữa có một cô đó là nghe nè, có lên trời ơi, nhìn cái mặt của xám xạm luôn. Mà thường những người mà họ khổ đau, cái mặt họ xám xạm mà đen thui lui luôn, mà ngủ không được, mắt thâm quầng luôn. Hỏi sao vậy? Gia đình tan nát, ông chồng ăn chơi nhậu nhẹt nở 500 triệu xã hội đen đến, con phải đi mượn, con bán nhà, con trả 500 triệu đó rồi. Bây giờ ông đi đâu mất tiêu, con khổ quá, nước mắt cứ tràn trùa ra. Trong tay có đeo, xuống phòng kinh sách cho nó, đeo trong cái bịch đó là có Cảm Ứng Thiên, hội biên mỏng vậy thôi, rồi thêm là Liễu Phàm Tứ Huấn, rồi thêm là Du Tình Ý Công Gặp Táo Thần, thêm vài cuốn sách, thêm Thọ Khang Bảo Giám. Cô nói con đọc cái cuốn Cảm Ứng Thiên hội biên này, con thấy cái tội nào con cũng có trong này hết. Họ có phá thai ông kêu có trộm cắp ông kêu có chửi chồng ông kêu có chửi mẹ ông kêu có. Không có cái gì mà bà không có. Thì có cái đó, bây giờ quả báo rồi thì đáng đời cho còn khóc cái gì nữa. Quả báo nó đến là đáng đời quá rồi cho khóc gì nữa. Mà kêu bây giờ có thay đổi được không? Chúng tôi nói được. Được. Con người mình từ con người nhân duy sơ tánh bổn thiện, vừa sanh ra không làm một điều ác gì hết. Bây giờ sao nó ác như vậy? Là do tiêm nhiễm, tập tành, bạn xấu ác thành thói quen. Bây giờ cũng bắt đầu thay đổi lại là đọc sách thánh hiền, thì tất cả những điều đó nó sẽ tan biến. Cô kêu cho con ở lại mấy ngày, chúng tôi nói được. Ở đi, lên trên gác ở đi. Không phải là mình đúng không? Nhưng một thời gian sau coi chừng là mình. Bởi vì mình không đi trên cái lộ trình, cái quỹ đạo lạo đi vào con đường của thánh hiền. Thì lệch đường rồi. Mà đã lệch đường thì phải qua đường ác thôi. Trong cuộc đời này có hai con đường thiện và ác thôi. Nếu bạn ra khỏi đường thiện thì phải vô đường ác thôi. Không có thể lưng chừng được. Có người mình không thể lưng chừng được. Không thể đứng chân thiện chân ác được. Không có ai mà đứng hai chân trên hai chiếc thuyền được. Không thể nào đứng được. Một là qua thiện, hai là qua ác. Nó là như vậy đó. Một là đi lên, hai là rớt xuống. Chứ không có thể treo lưng chừng hoài mình chịu nổi. Thực sự cái buổi hôm nay chúng tôi nghĩ là quý vị thấm những cái lời chúng tôi nói. Bởi vì cái cảm xúc của chúng tôi hôm qua gặp cái cô đó, cái gia cảnh cũng quá thê lương. Mẹ già thì cổ không đủ tiền để nuôi, mà anh em chửi rủa bất hiếu. Con thì bị câm, đứa thì xì ke ma tí vô tù ra tội, đứa thì đi phụ hồ. Cổ thì lâu lâu cái người đẻ cổ đi hộ sinh cho người ta, cổ lo nó một tháng cái đứa nhỏ đó. Quá quá cơ hàng thê lương. Chúng tôi nói bây giờ chỉ có cách cô đưa mẹ cô vô cô báo hiếu và cô tu, cô thay đổi được trong cái tâm thức của cô thì cuộc đời của cô sẽ thay đổi lại.
và cái ở ngoài đó tu không được. Mà hơn con nghe pháp của thầy, chứ nếu mà con không nghe là con tự tử con chết rồi. Con nghe một năm nay, con nghe pháp một năm nay, nếu mà không nghe là con tự tử con chết rồi. Mà biết cái khổ người này kinh khủng, quá khổ đâu. Mà con nghe mà chưa tu chỉ được cái 30%, vẫn còn lưng tròng nước mắt. Nếu mà thực sự cổ chịu niệm Quan Âm, cổ quên cái thằng xì ke ma tí đi thì cổ bớt khổ rồi. Niệm không thể vô cảnh giới đột phá để mà quên nó được. Cho nên thành ra suốt ngày cứ nghĩ nó khổ. Coi lại đi, nghĩ những người xấu ác, nghĩ những đứa con mình nghịch ngợm mình lại khổ, mà nghĩ Phật Bồ Tát nó an vui. Cách cớ gì sao mình không nghĩ Phật Bồ Tát? Trong khi đó là con của cổ là khuyên cổ mà cổ vẫn chưa nghe. Và ông chồng ông chỉ vô mặt con của cổ là cái cô gái cũng đi chung nè: mày niệm Phật nó có đẻ ra tiền để nuôi con không mày? Mày niệm Phật có đẻ ra tiền nuôi con không mày? Ghê thiệt. Tôi nói có người mà đã ác rồi là không có gì ác bằng. Không tin Phật, người tu cũng không cho người ta tu luôn. Cổ lén lúc cổ tu từ từ bắt đầu ông bỏ bớt rượu, bắt đầu ông được 50%. Người này cha mẹ không dạy dỗ, không kính Phật trọng trời. Bữa có anh chàng anh vô, mới có người yêu sắp cưới, bị ma tà nhập hoài. Họ trong tâm ông thường khởi niệm gì? Bất kính với quỷ thần, không tin có quỷ thần trời Phật. Hỏi giờ tin chưa? Kêu có, nó nhập vô mà sao không tin nữa. Có hỗn láo với cha mẹ không? Kêu cha thì mất rồi, có hay cãi với cha với mẹ. Chính những cái tâm này cho nên tâm tà, chiêu cảm tà nó tới. Ngồi lên hư, trợn mắt phùn mang, chạy ra xe tông để cho chết. Có phải người khác hại không? Người khác là phụ, tâm mình chiêu cảm tới là chính. Hiểu không? Hiểu chỗ này không? Hôm nay mà nghe được điều này thì thôi rồi, trăm ngàn ức kiếp hôm nay mới gặp được. Quý giá vô cùng, quý giá lắm ấy. Giờ thầy Minh sẽ đọc trong sách Thọ Khang Bảo Giám và Cảm Ứng Thiên. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Vâng, theo lời sư phụ chỉ dạy, con xin phép được đọc những lời dạy được trích trong sách Thọ Khang Bảo Giám cũng như là sách Cảm Ứng Thiên Vượng Biên. Xin thành kính dâng lên cúng dường chư tôn đức và toàn thể đại chúng đang hiện diện cũng như là quý liên hữu đang xem trực tiếp online trên mạng trong buổi sáng ngày hôm nay. Nam mô A Di Đà Phật. Số 1, trích trong sách Thọ Khang Bảo Giám: muốn kiên hạnh dâm ô, ắt phải bắt đầu bằng kiên ngừa dâm niệm. Hễ dâm niệm dấy lên, ắt dâm hạnh sẽ thuận theo. Như vậy dùng điều gì để khống chế? Chính là đừng lẻ. Hễ thân cận bạn tà, ắt bạn tốt ngày một lơ là. Tự nhiên sẽ tiêm nhiễm những lời dẫn dụ làm bậy, dần dần trở thành kẻ hạ lưu, phóng túng hoang đàng, không chuyện gì chẳng làm. Hễ thân cận bạn tà, đừng vào chốn tà vậy, đừng đọc sách dâm tà, đừng nghe lời tà vậy, bởi vào chốn tà vậy khó giữ chánh niệm, tự nhiên tâm háo hức chẳng giữ vững được, phóng túng khoảnh khắc, hối hận suốt đời. Nói nghĩ đến đây chẳng đáng răng dè. Triệu Hồng Bảo nói: tiết chế sắc dục nói dễ dàng, chưa chắc làm được. Một niệm vừa sơ sẩy, lỡ bị chìm đắm sẽ khó thể quay lại. Mỗi niệm đều phải kiên nhẫn, ngay trong khi cảnh đột ngột thay đổi mà vẫn có thể giữ vững ý niệm. Chỉ có cách là trong thường nhật hãy thường xem giáo huấn của những bậc tiên triết, đặt những câu cách ngôn của họ quanh chỗ ta ngồi, giữ tâm thanh tịnh, ít ham muốn. Đối với lễ nghĩa, pháp luật, nhân quả, hãy tin tưởng chắc thật, chẳng ngờ vực. Ngẫu nhiên tà niệm dấy động, hãy lập tức thống thiết đoạn trừ. Làm được như thế, đối trước cảnh sẽ có thể tự dũng mãnh tỉnh ngộ. Còn như trong lúc nam nữ giao tiếp, hãy tận lực tránh xa những điều tị hiềm, buộc dép trong ruộng dưa, chỉnh mũ dưới gốc mận. Dẫu là kẻ hết sức thân thiết sâu đậm, nhất định là cần phải phân định trong ngoài rõ ràng. Mỗi lời nói, mỗi tiếng cười chớ nên cẩu thả, vọng tâm sẽ tự nhiên chẳng bén mầm nữa.
Đấy chính là phương pháp sửa đổi, gạn lọc, tận nguồn gốc vậy. Số 2, trích trong sách Cảm ứng thiên vận biên. Đời Tống phù trọng tính giàu có, thích bố thí, lúc 35 tuổi bỗng mắc bệnh nguy ngập, tự nói mình đã đến cõi âm, gặp mấy người quen biết cũ, họ gọi, ân công vì sao đến đây, họ dắt ông phù đến lạy chào, cầu xin một viên nha lại. Viên nha lại nói, người này vốn đáng lẽ bị đói rét, do có hảo tâm bố thí giúp đỡ, do vậy có thể tay trắng làm nên. Vốn thọ đến 59 tuổi, nhưng vì chẳng thắp nhang, ngủ dậy trễ, nay đều bị tước sạch. Mấy người hỏi, hai chuyện ấy là lỗi nhỏ, sao lại đến nỗi như thế? Viên nha lại đáp, chẳng thắp hương, tức là chẳng có lòng tôn kính trời đất, ngủ dậy trễ, tức là có nhiều dâm ý, sao lại bảo là lỗi nhỏ? Mọi người kinh sợ nhìn nhau nói, đức dày như ông phù còn vì chuyện này mà tuổi thọ bị tước giảm, người ta há nên buông lung ư? Không lâu sau ông phù chết. Trong đời người, cái khó có nhất là tuổi thọ, thế mà cái bị cõi âm tước đoạt cũng là tuổi thọ. Do vậy Thái Thượng ra rã nói chuyện này, Ngõ Hầu răn nhắc con người thận trọng đối với chuyện phạm lỗi trong một niệm, cốt sao hưởng phước đầu tiên trong năm phước. Đấy là lòng từ bi to lớn của Thái Thượng vậy. Số 1. Thế nào là vì người khác làm lành? Xưa kia vua Thuấn ở Hà Tân, thấy người đánh cá giành nhau chỗ đầm sâu, hồ sâu, còn người già yếu thì đánh cá ở chỗ nước chảy xiết, bãi cạn. Vua xót thương, bèn đi đánh cá. Thấy kẻ nào tranh giành bèn đính lần, chẳng nói. Thấy người nhường nhịn bèn ca ngợi, bắt chước theo. Sau một năm, mọi người đều nhường chỗ hồ đầm sâu. Ôi, vua Thuấn là bậc minh triết, há chẳng thể thốt ra một lời giáo huấn mọi người ư? Nhưng vua chẳng dùng ngôn giáo, mà dùng bản thân để chuyển biến họ. Đấy là dụng tâm khổ sở để làm chuyện tốt lành vậy. Bọn chúng ta sống trong đời mạt, chớ dùng sở trường của mình để lấn lướt người khác. Chớ vì mình có điều thiện mà phô trương bản thân. Chớ vì mình lắm tài mà làm khó dễ người khác. Hãy thâu liễm tài trí dường như chẳng có, dường như rỗng tuếch. Thấy lỗi lầm của người khác hãy bao dung, che giấu. Một là khiến cho người ấy có thể sửa đổi, đằng khác là khiến cho kẻ ấy do có điều cố kỵ sẽ chẳng dám cẩu thả. Thấy người khác có chút ưu điểm đáng tuân thủ, hoặc có điều thiện nhỏ đáng ghi chép, bèn lập tức xả mình để làm theo, lại còn nồng nhiệt ca ngợi, kể nói rộng rãi. Phàm là trong thường nhật thốt một lời, làm một chuyện hoàn toàn chẳng vì chính mình mà giấy niệm, toàn là vì nêu gương cho chúng sanh. Đấy chính là độ lượng của bậc đại nhân chuyên vì thiên hạ. Số 2. Thế nào là giữ lòng yêu kính? Đối với bậc quân tử và kẻ tiểu nhân, nếu nhìn từ hành vi sẽ thường dễ bị lẫn lộn. Chỉ có một điểm duy nhất để phân định là cái tâm. Ác thiện và ác sẽ khác biệt vời vời, rành rạnh như trắng tương phản với đen. Vì thế nói, quân tử sở dĩ khác với phàm nhân là do tấm lòng mà thôi. Quân tử chỉ giữ tấm lòng yêu kính người khác, ấy là vì con người có thân sơ, sang, hèn, có trí ngu, hiền, bất tiếu, không ra gì, muôn phẩm khác nhau, nhưng đều là đồng bào của ta, đều có cùng một thể với ta, có ai mà chẳng đáng nên kính yêu. Yêu kính mọi người, tức là yêu kính thánh hiền, có thể cảm thông chí hướng của mọi người, tức là có thể cảm thông chí hướng của thánh hiền. Vì sao? Chí thánh hiền vốn mong cho cõi đời này và người đời này ai nấy đều được sống yên vui. Ta hãy nên yêu, hãy nên kính, khiến cho mọi người trong một đời được bình an. Đấy chính là giống như thánh hiền đã khiến cho họ sống an vui vậy. Số 3. Thế nào là giúp cho người khác thành tựu? Ngọc ẩn trong đá, hãy quăng ném bèn là ngói sỏi. Nếu được tạc, mài sẽ thành ngọc khuê, ngọc chương. Vì thế, hễ thấy người khác
làm một việc lành hoặc người khác có chí hướng đáng tán đồng, hãy nên giúp cho họ tăng tấn, đều nên khuyên nhủ, giúp sức cho thành tựu, hoặc là cổ vũ, giúp đỡ, hoặc ủng hộ họ, hoặc hóa giải những lời lẽ vu cáo họ, hoặc làm tan những lời phỉ báng, cốt sao họ được thành tựu mới thôi. Nói chung, ai nấy đều ghét những kẻ chẳng giống mình. Kẻ trong làng người lành thì ít, kẻ bất thiện đông đảo. Thiện nhân sống trong cõi tục cũng khó tự lập. Hơn nữa, bậc hào kiệt kiên cường đều chẳng thể hiện nơi hình tích cho mấy. Do vậy, phần nhiều bị chỉ trích. Vì lẽ đó, thiện sự thường dễ bị thất bại. Thiện nhân thường bị hủy báng. Chỉ có bậc trưởng giả là người có lòng nhân sẽ thẳng thắn khuôn phò giúp đỡ, công đức ấy rộng nhất. Số 4. Thế nào là khuyên người khác làm lành? Đã sanh làm người, có ai không có lương tâm? Đường đời gập ghềnh dễ bị chìm đắm nhất. Hãy cư xử với người khác, hãy nên phương tiện nhắc nhở, phá trừ sự mê hoặc của họ. Ví như đêm dài mộng sâu, hãy đánh thức họ. Ví như bị hãm trong phiền não đã lâu, bèn dẹp tan cho họ được thanh lương. Đó là ban ân huệ to lớn nhất. Hàng Vũ nói, khuyên người khác trong một thời thì dùng miệng, khuyên người trăm đời thì dùng sách. So với chuyện vì người khác mà làm lành, tuy có hình tích nhưng là đối ứng với căn bệnh mà cho thuốc, luôn có hiệu quả lạ lùng, chớ nên phế bỏ. Nếu khuyên bảo người khác làm lành mà khiến người ta bực bội hoặc nói lỡ lời, hãy nên xét lại trí huệ của mình. Số 5. Thế nào là cứu người trong cơn nguy cấp? Ai cũng gặp phải lúc hoạn nạn, thắt nghẹt. Hễ có lúc gặp phải người lâm vào cảnh ngộ ấy, hãy nên như thân chính mình, bị ung nhọt mà nhanh chóng giải cứu, hoặc do một lời để phơi bày nỗi oan khuất, niềm uất ức của người ấy, hoặc dùng nhiều cách để cứu vớt họ khỏi cảnh khốn đốn, bất an. Thôi tự nói, huệ bất tài đại, phó nhân chi cấp khả giả. Nghĩa là ân huệ chẳng cần phải to lớn, giúp người trong cơn nguy cấp là được rồi. Đấy là lời lẽ của người có lòng nhân vậy thay. Số 6. Thế nào là hưng kiến đại lợi? Nhỏ thì trong vòng một làng, lớn thì trong một huyện. Hễ có lợi ích đáng nên khởi sự thực hiện nhất. Phàm có lợi ích hoặc là khơi ngòi dẫn nước, hoặc đắp đê ngăn ngừa hỏa hoạn, hoặc sửa cầu đường cho người đi đường xa thuận tiện, hoặc thí trà thí cơm để giúp đỡ kẻ đói khát, tùy duyên khuyên nhủ, hướng dẫn góp sức thực hiện, chớ nề hà hiềm nghi, chớ ngại nhọc nhằn oán thán. Số 7. Thế nào là bỏ tiền tài để làm phước? Muôn hạnh trong cửa thích lấy bố thí làm đầu. Nói bố thí chỉ là một chữ xả mà thôi. Bậc thông đạt trong là bỏ lục căn, ngoài bỏ sáu trần. Hết thảy sở hữu không gì chẳng xả. Nếu chưa thể như vậy, trước hết hãy bố thí nơi tài vật. Người đời coi áo cơm là tánh mạng, vì thế tài được coi trọng nhất. Do đó, bọn ta xả tài trong là phá lòng keo kiết của ta, ngoài là để giúp người khác trong cơn túng ngặt. Thoạt đầu thì miễn cưỡng, rốt cuộc sẽ là vui vẻ. Cách này có thể gột sạch tình chấp riêng tư, loại trừ sự chấp trước, keo tham dễ nhất. Số 8. Thế nào là hộ trì chánh pháp? Pháp chính là con mắt của sanh linh trong muôn đời. Chẳng có chánh pháp sẽ dùng cái gì để tham dự, giúp đỡ quyền sanh thành dưỡng dục của trời đất, dùng gì để vung bồi thành tựu muôn vật, dùng gì để thoát khỏi trần lao lìa trói buộc, dùng gì để nhập thế xuất thế. Vì thế hãy thấy miếu mạo của thánh hiền, kinh thư sách vở đều nên kính trọng tu bổ, còn như tuyên dương chánh pháp trên là báo ân Phật, càng phải nên gắng sức. Số 9. Thế nào là kính trọng bậc tôn trưởng? Cha anh trong gia đình, quân vương, trưởng quan trong quốc gia, đối với những người tuổi cao, đức cả, địa vị cao, chức quyền cao, đều nên đặc biệt chú ý hầu hạ. Ở nhà thì phụng dưỡng cha mẹ, cốt sao đối xử với cha mẹ bằng lòng yêu thương sâu xa,
vẻ mặt mềm mỏng, ăn nói ôn hòa, nhẹ nhàng, tập quen thành tánh. Đó là cội rễ của sự hòa khí, cảm thông cõi trời. Ra ngoài bèn thờ vua, hễ làm chuyện gì, đừng bảo là vua không biết, để rồi mặc sức làm càn. Xử phạt một kẻ nào đó, đừng bảo vua chẳng thấy, để rồi ra oai. Thờ vua như thờ trời, đó chính là lời luận, định chí lý của cổ nhân. Những chỗ này liên quan đến âm đức nhiều nhất. Hãy thử xem nhà trung hiếu, chẳng có ai không có con cháu hưng thịnh, liên tục lâu dài, hãy nên hết sức thận trọng. Số 10. Thế nào là yêu tiếc sanh mạng của chúng sanh? Con người sở dĩ là người chỉ là vì có lòng trắc ẩn đó thôi. Người mong cầu lòng nhân bèn mong cầu ở chỗ này. Người tích đức bèn tích đức ở chỗ này. Theo châu lễ, mạnh xuân chi nguyệt hy sanh bất dụng tẩn. Nghĩa là tháng đầu xuân giết sanh vật để tế lễ, chẳng dùng những con vật cái. Mạnh tự bảo, quân tử viễn bào trù, nghĩa là bậc quân tử xa lánh bếp núc. Nguyên do toàn là vì lòng trắc ẩn của ta. Vì thế, người đời trước có lời răng chẳng ăn bốn thứ, tức là nghe giết con vật ấy bèn không ăn thịt của nó, thấy nó bị giết bèn không ăn, tự mình nuôi sẽ không ăn, chuyên vì ta mà giết bèn không ăn. Người học chưa thể thôi ăn thịt, hãy nên kiêng tránh. Từ những điều này tăng tấn dần dần, từ tâm càng tăng trưởng sẽ không chỉ kiêng sát sanh. Các loài hàm linh ngọ ngoại đều là những sinh vật có mạng sống, do muốn có tơ mà luộc kén, cuốc đất giết trùng. Nghĩ đến nguồn cội của áo cơm đều là do giết chúng sanh để mong chính mình được sống. Vì thế tội nghiệp phung phí phá hoại tài vật sẽ giống như sát sanh. Còn như những chúng sanh do tay ta vô tình làm tổn thương, chân vô ý dẫm đạp, chẳng biết là bao nhiêu. Hãy đều nên khéo léo ngăn ngừa. Cổ thi có câu, ái thử thường lưu phạn, liên nga bất điểm đăng. Nghĩa là do thương chuột mà thường chừa cơm, do thương thiêu thân nên chẳng thắp đèn. Nhân ái thay, thiện hạnh vô cùng, chẳng thể thuật tròn. Vì thế từ 10 sự này mà có thể suy rộng ra, ắt sẽ có thể trọn vẹn muôn đức vậy. Nam mô A Di Đà Phật. Hơn 2 tuần nay đọc bộ sách Cảm ứng Thiên, đọc qua cái sách điện tử của chú Đức, chú cúng 400 triệu mua 80 cuốn. Một cuốn như vậy là 40.000. Đọc vô rất dễ đọc và chữ lớn, có đèn nó soi bên trong này và đọc không nhức mắt, không mỏi mệt. Lúc trước chúng tôi đọc sách không bằng nghe, nghe văn sao thầy tánh đọc nhiều hơn. Sau khi có cuốn sách này rồi chúng tôi đọc nhiều hơn, bởi vì đọc quá là dễ chịu, thích thú và thấy vọng tưởng nó lắng chìm, tâm bồn chồn, tâm bồn chộp nó lắng dịu xuống rất tốt. Nhưng mà bây giờ mà để kêu tặng cho Phật tử khắp nơi trên thế giới, cứ người cuốn 4 triệu rồi chắc nhiều tiền, đúng không? Cho nên thành ra phải tặng cái cuốn sách đã in. Chú bỏ ra 2 tỷ chú in sách, vẫn là ở nhà trọ ở thủ đô Hà Nội. Lúc trước là coi như từ khoảng tuổi 17, 18 đến 20, 23, 25 tuổi thì bồ bịch trai gái ăn chơi chắc tán, nhìn tướng rất đẹp trai, có phước tướng, cho nên cô nào cũng mê mệt chết lên chết xuống. Vì cái phước tướng đó mà hại cái thân, cái tâm. Đọc Thọ Khang Bảo Giám 10 lần sợ luôn, bắt đầu mới lưu truyền. Đọc Cảm ứng Thiên 3-4 lần. Thì bây giờ khắp nơi trên thế giới, trong nước của mình cứ nhắn tin vô 0909747474 của thầy Nhuận Minh, địa chỉ tên là chúng tôi sẽ đóng gói gửi tặng tới nơi miễn phí. Và cái máy này là cái máy chúng tôi đang đeo, mở ra để mình thường xuyên đi đây đi đó, để mình đeo, mình niệm một câu trong máy, mình niệm một câu trong tâm hoặc là nhép môi, chúng tôi cũng tặng miễn phí. Thêm cái máy này là mình để công phu, thường chúng tôi là công phu theo máy, niệm Phật theo máy, đại bi theo máy, cũng tặng cho quý vị. Một gia đình được một cái, cùng lắm là 2 cái chứ không có thể tặng nhiều. Nếu mà tặng nhiều có thể người ta lợi dụng sách đi bán.
Cho nên hôm nay thông báo khắp nơi trên thế giới là sinh sách, sinh máy, chúng tôi bắt đầu làm pháp thí này để tặng miễn phí. Mỗi lần nhập về như vậy là 100 mấy, gần 200 triệu là 1.000 cái, thường làm như vậy. Nhưng không biết tiền ở đâu có làm hoài. Nếu mà bán thì coi chừng cục vốn. Cục vốn. Cho nên ra cái pháp thí thắng mọi thí. Và lúc trước thầy Nhuận Lợi có vào. Và đến hôm nay thầy rất thích Thọ Khang Bảo Giám. Bởi vì cái chùa đá Hà Tĩnh là gần cái trường học của lớp phổ thông. Cho nên thầy rất cần sách này. Và thầy cũng tặng cho thầy một cuốn sách điện tử. Và thầy rất thích những lời gần đây chúng tôi giảng trong Văn Sao cũng như là sách Thánh Hiền. Thầy nhắn thầy Nhuận Phổ khi nào mà bà có sư phụ có phát trực tiếp thì báo để thầy nghe. Lúc trước thầy vô thầy có cái chương trình để đi làm chùa mà chúng tôi thì cũng không có nói với thầy, mà tự trong tâm chúng tôi nghĩ là nếu mà thầy không nung đúc được cho những người bên cạnh sách Thánh Hiền và cái sự tu tập trước mà làm cái chuyện lớn lao thì coi chừng bỏ gốc theo ngọn. Bỏ gốc theo ngọn. Đến hôm nay thầy quay lại lời Thánh Hiền thì chúng tôi nói trở lại gốc rồi đó. Nung đúc trở thành Thánh Hiền, phước báu bắt đầu tràn đầy lên, người ta sẽ tự mang tiền đến cúng, khỏi quy mộ. Đây là con đường chúng tôi đi. Không có buổi giảng nào chúng tôi kêu gọi tiền bạc. Không có. Trong mạng mình không có thì kêu gọi kiểu gì cũng không có. Tuy rằng chúng tôi biết một số Phật tử khắp thế giới mà số lượng người đăng ký trong kênh này khá nhiều, là giàu có kinh khủng đó. Mà họ vào trong này là họ nói là cần gì là họ mua, như là gia đình chú Đức Quang, chú Sơn. Chuẩn bị võ cụ sư cô Liên Phương cũng vào, ông kia mua cái gì chúng tôi nói đủ hết. Mà thực sự là đủ, không thấy thiếu gì. Tuy rằng họ quá giàu, có một số người khá giàu nhưng mà không bao giờ chúng tôi kêu gọi, không đụng đến kinh tế tài chánh, chỉ cho họ lời nghe Thánh Hiền, họ tu tự, họ phát tâm. Cái đó mới là cái hay. Cho nên thành ra trong Cảm Ứng Thiên có nói bốn cái điều mà tạo ra phước. Thứ nhất là tài thí, lấy tiền của đó để giúp cho những người khác. Mồ hôi nước mắt mình làm ra nha, chứ không phải ăn cắp ăn trộm mà đi bố thí, cái chuyện đó cũng quậy dấu, âm lắm ạ. Giúp cho những người già, người nghèo, con thơ, bàn quá, giúp cho Tam Bảo, cúng dường Tam Bảo thì gọi là tài thí. Trong mạng mình có tài, 3 năm thì mình sẽ trở thành một người đại gia là bình thường. Cái con đường này ít ai dám làm, bởi vì họ chưa tin nhân quả chứ không dám làm chuyện này. Không tin nhân quả thiện, nhân quả ác thì không bao giờ dám làm chuyện này, làm là mất ngay. Gọi là tài thí. Thứ hai là pháp thí, lưu truyền thiện thư, bố thí pháp. Giảng không được thì nói. Ví dụ như Thiền Đạo hôm nay ông đến ông nghe xong rồi ông lấy mấy bộ này về ông kêu người khác đọc, thì gọi là lưu truyền pháp thí. Mà lưu truyền pháp thí cũng như 10 điều hồi nãy nói đó, là công đức rất thù thắng, là pháp thí. Rồi khi mà mình lưu truyền được rồi, mình bỏ tịnh tài ra mình in như chú Đức, gọi là tài thí, rồi pháp thí. Thứ ba gọi là vô ý thí, là phóng sanh, đem lại cho người ta không sợ hãi, giúp đỡ những người già họ đang đau khổ. Còn một cái thí trong Cảm Ứng Thiên nữa, lắng nghe này. Còn cái thí nữa, lắng nghe này. Cái gì nữa? Tâm thí. Tâm thí là sao? Đọc lời Thánh Hiền, ngưỡng mộ cái ông Phạm Trọng Yên. Đọc lời Thánh Hiền, ngưỡng mộ ông Phạm Lãi. Đọc lời Thánh Hiền, ngưỡng mộ ông trong sách Liễu Phàm Tứ Huấn. Mình muốn làm nhưng mà mình chưa có tiền để làm. Trong tâm mình muốn bố thí cho người nghèo nhưng mình chưa có tiền để bố thí, thì gọi là tâm thí. Mà khi mà có tâm thí rồi á, bắt đầu người ta sẽ khẩu thí, là khuyến khích người khác, là bắt đầu phước báu có rồi đó. Rồi bắt đầu thân hành bố thí. Thì tâm thí vẫn là đứng đầu, mà muốn cho khởi được thiện niệm của tâm thí này phải đọc thiện thư, không còn con đường nào khác. Phải nghe lời người nói khuyến thiện, đúng không? Chứ bọn mình là bọn phàm phu sanh tử, đầy bụng dạ, tham sân si, còn ấp bụng dạ, chưa chứng A-la-hán. Mà nếu không có những lời Thánh Hiền khuyến khích thiện thư và đọc những lời của Phật Tổ Bồ Tát thì làm sao mình khởi tác dụng mình làm được? Không làm được, không làm được, không làm được. Đúng không? Bản thân chúng tôi mà lơ là sách vài ngày hoặc là tuần không có coi đến thì giảng không nổi. Tuy rằng là mình có hàm dưỡng lâu dài. Cho nên ra muốn tích lũy tiền thì để chúng tôi nói cái hai điều là buộc phải tiết kiệm. Tiết kiệm trong phạm vi chứ không phải là khổ hạnh luôn. Không phải ăn đói ăn khát. Tiết kiệm.
khắc chế tự thân mình, giống như ông Phạm Trọng Yên ăn cháo, cháo nguội lạnh thiêu cũng ăn luôn, ghê không? Rồi bắt đầu thấy vàng không tham, một đống vàng không tham, rồi làm thiện. Thì người này trong 3 năm là họ thành tựu thay đổi cảnh giới. 3 năm là nói lâu, 3 tháng có tín hiệu rồi các bạn. Như vậy tâm thí này vẫn là đứng đầu. Mà muốn cho tâm thí này khởi tác dụng được thì buộc phải đọc sách thánh hiền, thấy những người ngưỡng mộ, những người làm thiện, và thấy những người làm ác bị gia đình bị chu lục, bị khổ đau. Từ khái niệm này mà trong cảm ứng thiên bắt đầu nó làm cho mình ẩn ác dương thiện, khiến thiện ẩn ác, là sách cảm ứng thiên là đệ nhất. Hôm nay mình nói khuyến khích như vậy bắt đầu người ta thích thú. Hôm bữa đâu ở bên vùng núi Gia Lai gì đó, họ xin 10 bộ cảm ứng thiên và mấy cái máy. Bởi vì họ nghe chúng tôi nói bắt đầu họ thích. Họ thích. Và bản thân họ tích lũy tịnh tài, rồi bản thân họ tích lũy là pháp bảo, rồi bản thân của họ tích lũy được cái thọ mạng là ăn chay, không sát sanh, họ phóng sanh. Và bản thân của tích lũy thường xuyên của thiện niệm là tâm thí. Mà người đã có tâm thí mà họ muốn làm thì Phật Bồ Tát và điều kiện sẽ đến với họ. Còn họ không muốn làm, cái tâm keo kiệt thì không bao giờ có cơ hội để cho họ làm. Bữa tự nhiên chúng tôi vừa khởi niệm lên, kêu là gạo mình cũng còn dư được 10 mấy 20 tấn, bây giờ không biết chỗ nào nghèo cho. Cái cô Diệu Định Bính Ấn Đô cô nói bên Gia Lai nó nghèo, đi nửa chiếc dép lấy lá mì ăn chung với lại là cơm nấu, không có đồ ăn. Vừa khởi thiện niệm lên muốn lấy cái kho gạo của chùa là 10 mấy tấn đó, là tự nhiên có người đến liền, đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Họ đến liền, họ nói cho mình nghe, dỗ mẹ cổ của nói, mà cô nói làm chúng tôi chấn động là phải mang đi. Đồ hôm bữa cho khá nhiều. Vì sao vậy? Vì khởi được thiện niệm, vì khởi được tâm thí. Hiểu không? Khi mà khởi được tâm thí lên thì là bắt buộc phải có người khác, Phật Bồ Tát đưa đến để cho mình làm. Anh em quý thầy đồ bắt đầu lái xe đi làm. Tâm thí cực kỳ quan trọng luôn, mà trong cảm ứng thiên nói hôm nay mới ngộ ra. Mình biết là tất cả đều khởi từ tâm để làm, nhưng mà không hiểu nổi cái từ tâm thí. Danh từ why, thành ra là Tổ sư Ấn Quang mới nói đây là thiện thư triểu mà. Thấy không? Nghe sướng không? Bữa nay hiểu thêm một cái thí nữa là tâm thí hả? Tâm thí vẫn là đứng đầu để dẫn đi cái pháp thí, tài thí và vô hy thí. Tâm làm chủ, tâm tạo tác tất cả, và tâm là dẫn đường đi. Nếu là tâm thiện thì phải là tạo điều thiện, tâm ác phải là tạo điều ác, tâm thí là phải tạo điều thí. Mà muốn cái tâm đó nó có một cái sức mạnh đó thì phải thường xuyên đọc thánh hiền, thường nghe lời thánh hiền. Đó, sáng hôm nay mình nghe rồi mình cảm giác sao? Cho nên cõi Tây Phương Cực Lạc là họ ngay nào giờ nào cũng nghe pháp của Đức Phật Di Đà, cho nên thành ra họ thành vô thượng cho đẳng chánh giác, thành Phật nó nhanh. Còn bây giờ mình nghe đây cái chút chiều, cái chút nữa mình ra cái mình quên, cái bắt đầu nó thối chuyển, nó cứ chồi hụp lên xuống hoài, nó làm mình khổ. Cho nếu mà thực sự mà mình có thời gian, lẽ dĩ nhiên cũng phải đi làm kiếm tiền đúng không, sáng cũng phải đi làm, nhưng mà mình dồn hết toàn bộ thời gian vô làm ăn chơi ngủ nghỉ luôn, không còn thời gian để đọc sách thánh hiền, không còn thời gian để nuôi dưỡng tâm linh luôn, thì người này đi đến con đường nào? Đến con đường mạt diệp, khổ đau và chết sớm. Chúng tôi nói cũng là lời thánh hiền đó. Còn 15 phút nữa là 11 giờ. Hồi nãy giờ mình ngồi mình nghe trong gần 1.5 tiếng đồng hồ, cảm giác làm sao? Thấy có lâu không? Không. Thấy có mệt không? Không. Thấy có chán không? Không. Bởi vì sao? Tâm mình đã có sẵn những điều này, thích thú những điều này rồi, chưa có ai khơi gợi thôi. Chưa có người khơi gợi cho mình đó. Nó khơi gợi đúng mức rồi, tâm mình vô hưởng pháp hỷ liền. Hưởng pháp hỷ liền. Đúng không? Cho nên những người mà chúng tôi được gặp họ là họ nói khổ lưng tròng nước mắt, nghe đĩa thầy an lạc. Nó truyền cái năng lực của thầy nói đi vào trong người của con. Bệnh hoạn nhiều, ăn chay phóng sanh hết. Bữa đi xuống Quy Nhơn, đi ngang qua đường về gặp cái anh đó tên Hiếu. Anh dắt gia đình anh vô cái khách sạn Leadville mà cái cô Phật tử cổ cúng dường cho chân tăng và quý thầy chúng tôi ở một đêm đó, mà cổ lo ăn uống đầy đủ. Gặp anh giật mình lên, anh kêu trời ơi sao lại gặp thầy ở đây. Con là một thằng là bướng bỉnh ngang ngạnh, không bao giờ ăn chay, không tin ai hết, mà con nghe đĩa thầy một thời gian, bây giờ con ăn chay trường. Họ ăn chay trường thấy sao? Bớt bệnh hoạn khỏe vô cùng. Bữa nào con lên thăm thầy, kêu vợ chạy ra
cái chỗ rút tường ATM đó, rút tiền về để cúng cho thầy liền. Anh ngồi đó anh canh. Anh kêu đi với ai vậy? Anh kêu ổ xong ở Quy Nhơn mà ông vô khách sạn Quy Nhơn. Anh kêu là bởi vì là dắt mấy người ở Hà Nội vô đây cho họ ở, bây giờ lại đưa cho họ đi ra sân bay, cho nên thành ra là ngồi đây, kêu họ đợi dưới đó. Kêu không sao, họ đợi thôi, ngồi gần thầy chút đã. Cái rồi nói chuyện chập, anh kêu không có thầy chắc cuộc đời cũng không có được như bây giờ. Nói những cái câu mà coi như là mình thấy kinh khủng. Ba mấy 40 tuổi thôi, vì vô con đường cùng rồi, mà khi họ nghe pháp rồi bắt đầu nó khởi tác dụng được, bắt đầu họ thay đổi, sai chuyển được cuộc đời. Hôm nay an vui vô cùng, ăn chay trường, sáng tối có công phu, tụng đại bi, bà vợ cũng tu hành. Bà vợ kêu nếu không có thầy, bây giờ hai vợ chồng con không biết ra răng ra môi đi. Kinh khủng cuộc đời nó khổ như vậy. Cho nên thành ra cái những lúc chúng tôi mệt mà chúng tôi nói với thầy Phiên với là chú Duyên thôi ráng có một buổi giảng đi rồi cái mệt nó sẽ hết mà cái công đức của mình sẽ còn. Làm ác đi, làm ác xấu ác, ăn chơi chát tán đi rồi nó sẽ qua, tội nó sẽ còn. Làm phước đi, giúp người đi rồi của mình tuy rằng thấy nó hết nhưng mà rồi cái phước nó sẽ còn, rồi nó hồi đáp lại. Tin nó. Điều này là chứng nghiệm từ bản thân chứ không phải nói từ cái miệng. Bây giờ thầy Minh sẽ đọc một cái lời trong Thái Thượng Cảm Ứng Thiên. Đây là chánh văn rất hay và một cái thư của một cái cô ở Hải Phòng, cô gửi vô sáng hôm nay, quá cảm động. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Vâng, theo lời sư phụ chỉ dạy, con xin phép được tiếp tục đọc Thái Thượng Cảm Ứng Thiên chánh văn cũng như lá thư của một Phật tử, xin thành tâm dâng lên cúng dường toàn thể đại chúng. Nam mô A Di Đà Phật. Thái Thượng Cảm Ứng Thiên dạy 10 điều nên làm để tích công lũy đức. Dương Tuần làm thôi tư xứ Quỳ Châu tích lũy công đức, bắt chước ông Chu Trì hành 10 điều lợi ích trong Thái Thượng Cảm Ứng Thiên. Một là thu nhập những trẻ nhỏ bị bỏ rơi trên đường phố, cậy người chăm sóc, chờ cho nó đến tuổi 15. Nếu nó muốn nhận lại cha mẹ ruột, sẽ trao lại cho đoàn tụ với cha mẹ. Thứ hai, mỗi mùa đông bắt đầu từ ngày mùng 3 tháng 11, sẽ thu nhận người từ 60 tuổi trở lên, trẻ nhỏ dưới 15 và kẻ ăn mày, người nghèo hèn vào dưỡng tế viện của chính ông. Mỗi ngày cho một thân gạo 15 đồng, 3 tháng sau sẽ để họ tự mình tìm cách sống. Thứ ba, thí rộng rãi những loại thuốc thang có hiệu nghiệm để giúp đỡ người bệnh khổ. Thứ tư, thí quan tài, chu cấp cho những gia đình không có sức mai táng. Thứ năm, tớ gái trưởng thành, chẳng đòi tiền chuộc thân mà ban cho quần áo, tư trang đúng mức, giúp nó lấy được người thích đáng. Thứ sáu, chuyên nhất kiên giết, cứu vớt, bảo vệ chúng sanh. Hãy gặp loài vật dù là phi cầm hay tẩu thú, lớn hay nhỏ, đều mua hay chuộc lấy để phóng sanh. Thứ bảy, mỗi khi gặp nạn mắc mùa, lương thực đắt đỏ thiếu thốn, ông bèn chẳng tế dân nghèo. Thứ tám, hãy thánh tượng trong chùa hoặc đạo quán bị tổn hoại, tróc lỡ sẽ sửa chữa tô điểm. Cầu bến đường xá, ngồi rạch, chẳng thông sẽ đều sửa chữa. Thứ chín, đối với hàng sĩ phu, lưu lạc xa quê, bèn giúp tiền cho họ về quê. Thứ mười, làm quan bèn giúp cho người khác, giải bày nỗi oan uổng, luôn biết nghĩ tới người khác, giúp đỡ người gặp cảnh nguy khốn, đè nén kẻ cậy quyền hiếp đáp, giúp người yếu được sống yên. Về sau con ông là Dương Xuân, đổ đầu thiên hà, đổ trạng nguyên. Phàm những kẻ chẳng biết cho trồng tỉa sẽ có lợi ích được mùa. Vào tiết thu, thấy người khác gieo hạt bèn chê trách, sao lại lấy thứ để ăn đem vứt xuống bùn lầy. Kẻ chẳng biết phước điền cũng giống như thế. Ngạn ngữ có câu, trồng tre được măng, gieo sen được ngó. Phàm những ai cùng hàng với tôi đã biết nghiệp rồi, hãy thận trọng, đừng tiếc sức gieo trồng phước điền. Phước do đức mà có, hễ có đôi chút cái tâm mong cầu được phước khi tích lũy công đức sẽ là tà kính, nẻo tà. Vì thế phải nên vì con cháu tạo phước, cho nên vì con cháu cầu phước, giữ gia quy nghiêm cẩn,
chuộng tiết kiệm chất phác, dạy bảo con cháu cày cấy, đọc sách, tích lũy âm đức, đó là tạo phước. Tạo tác ruộng đất, nhà cửa cho nhiều, dùng các mối quan hệ hôn nhân để tạo vây cánh, tìm cách bớt tiền đóng thuế, mua bán công danh, đấy là cầu phước. Tạo phước thì phước ấy thanh đạm nhưng lâu dài, cầu phước thì phước ấy nồng đượm nhưng ngắn ngủi. Danh phải tương ứng với thực chất, hễ hơi có cái tâm cầu danh sẽ là nẻo tà. Vì thế hãy nên tiếc danh trong đời này, cho nên cầu danh trong đời này, siêng học thi thư đề cao khí tiết, thận trọng trong việc cho và nhận, cẩn trọng oai nghi, đó là tiếc danh. Cạnh tranh để được nổi tiếng, ve vãn bậc quyền quý, truy cầu những kiểu thói quái lạ, quen thói hành xử hàm hồ, đó là cầu danh. Kẻ tiếc danh sẽ an tĩnh thanh tịnh, kẻ mô danh sẽ xáo động trật vuột. Tiền tài là để nuôi dưỡng sanh mạng, hễ hơi có cái tâm phô trương tiền tài sẽ là nẻo tà. Vì thế hãy nên vì cả nhà dụng tài, chớ nên vì cả nhà phô trương tiền tài. Giúp đỡ họ hàng xóm giềng, trả tiền lương rộng rãi cho thầy dạy ngọc, cứu giúp kẻ đói kém, đóng góp cho các việc nghĩa, đấy là dụng tài. Nhà cửa vườn tược xa hoa, bỏ tiền ra thuê người dạy ca múa, tiệc tùng xa xỉ, chất chứa những đồ vật quý báu đẹp đẽ, đó là phô trương tiền tài. Dụng tài thì tuy tiền tài hao tổn, nhưng rồi sẽ lại tràn đầy. Phô trương tiền tài thoạt đầu thì choáng lộn, cuối cùng thiếu hụt. Bản thân là người làm chủ gia đình, hễ có cái tâm riêng tư sẽ là nẻo tà. Vì thế hãy vì đại chúng mà tu thân, đừng nên ích kỷ chỉ lo riêng cho gia đình mình. Giảm bớt ham muốn, giảm bớt lo nghĩ, tránh phẫn hận, bớt ăn uống, đó là tu thân. Chuyện gì cũng tính lợi hại, tránh né những chuyện nhọc nhằn, hoặc là những chuyện mà khi ta lo liệu sẽ dễ bị oán trách, châm bẩm nhà cửa, chấp trước vợ con, đó là tư thân, lo riêng cho bản thân. Tu thân thì thoạt nhìn dường như là tiết chế, an phận, nhưng sẽ có tiếng tâm to lớn. Tư thân thì tuy có vẻ giàu có, nhưng hẹp hòi kém cỏi. Kính bạch ân sư, thượng giác hạ nhàn tôn kính của chúng con, kính bạch thầy Nhuận Minh, con tên là Phạm Ngọc Yến, 42 tuổi. Con nghe thầy giảng đề kinh Vô Lượng Thọ đĩa 2, con đã phát tâm ăn chay trường gần 10 năm nay rồi. Đầu năm 2021, con mới đủ duyên lành kết duyên với chùa Quán Âm. Ngày nào con cũng đeo tai nghe thầy giảng. Đĩa thầy giảng chúc Tết đầu năm con nghe 15 lần, nhưng cứ đến đoạn nhìn thầy trong tấm áo nâu giản dị, nhìn thầy an lạc lệ con rơi. Con nghe lần nào cũng rơi nước mắt, dù lúc đó con đang làm việc nhà. Con chưa một lần nào vào chùa thầy, nhưng con đã nằm mơ đến sư phụ giác nhàn 2 lần rồi ạ. Lần 1, con lười tu, thầy nhắc đến giờ vào tu nhé. Lần 2, lâu không thấy thầy có bài giảng mới, trong mơ con đã hỏi thầy, thầy bế quan tịnh tu sớm thế. Thầy đã cười, sáng hôm sau con lại được nghe bài giảng của thầy, con nghe mà cười suốt. Những lúc con gặp chướng duyên trên con đường tu, lại được nghe thầy giảng những bài pháp quá vi diệu thầy ạ. Con sẽ cố gắng tu tập hơn nữa để đủ duyên lành được vào chùa Quan Âm của thầy hết báo thân này, nguyện về Tây Phương. Con tha thiết khẩn cầu thầy Nhuận Minh bạch với sư phụ cho con xin pháp danh được không ạ? Con tên Phạm Ngọc Yến, con ở Hải Phòng. Nam mô A Di Đà Phật. Thầy mình vừa đọc qua 10 cái điều trong Thái Thượng Cảm Ứng Thiên khuyên mình làm. Kinh khủng thiệt. Nếu mà thực sự mình làm được thì cuộc đời mình thay đổi không mấy chốc. Những người già, những người ăn xin gom về cái trại của ông để ông nuôi, ông chu cấp như người thân của mình. Kinh khủng. Chùa truyền hư, sửa sang, tô tượng, kinh sách, làm toàn bộ việc nghĩa, việc phước. Nhưng mà mình thường là sống với tư thân, nó dùng danh từ rất hay, tư thân. Tức là tư lợi với bản thân, lo cho toàn nhà cửa, lo cho bản thân mình thôi.
gọi là tư thân. Còn họ tích phước là họ giúp cho những người khác. Hay, cực kỳ hay. Nhưng mà mình làm không nổi, nghe qua mình làm không nổi. Bây giờ cảnh giới của mình là đang cái tâm ích kỷ, cho nên thành ra nó làm phước thiện làm không nổi. Đến lúc chết rồi á ngang, mình thấy mình là quá thiếu thốn, đói rách. Có những người giàu có, họ quá giàu có mà khi vừa tắt thở chết một cái là không có quần áo. Qua bên cái cảnh giới của thân trung ấm một cái là thiếu liền. Thiếu trầm trọng luôn, không có ăn luôn. Phải đi nhờ gia đình mà gia đình cũng không thể nghe để mà thấy làm được. Mà làm được 7 phần, hở cân phần. Nghe nhưng mà họ không có thể họ làm được. Cho nên thành ra bắt đầu chuyển thân là bắt đầu khổ. Bình thường muốn ăn cái gì cũng có, muốn tiêu xài cái gì cũng được, muốn đi xe cộ, đi máy bay, đi đâu cũng được, làm gì cũng được. Nhưng mà làm quá cỡ, hứa hưởng nhiều quá, rồi để của cải là cho con cái, nhưng mà không làm phước, cứ nó phá sạch hết, mà nó cũng không tích cho mình được miếng nào hết trơn. Hiểu chỗ nào? Và có nhiều người người ta nói làm nó hết làm sao, mình sống đến hôm nay có 40 mấy tuổi, bây giờ sống đến 90 tuổi rồi mình làm hết rồi, tiền đâu mình sống? Cũng chưa hiểu nhân quả. Sao không nghĩ lại là lỡ mình chết rồi sao làm? Có cái cô đó, cô nói ngày mai cô chết rồi, bây giờ cô phải làm. Nhưng mà những người làm phước là nó lâu chết. Mà cái người mà tiết kiệm á, để cho nó có của sống lâu, mình lại là mau chết. Cái đạo lý nó ở chỗ này. Vì cái tâm ích kỷ đó thì nó sẽ làm thọ mạng ngắn á. Hiểu không? Cái điều cuối cùng chúng tôi khuyên quý vị đọc sách. Sách Thánh Hiền phải dễ đọc đâu, mình là tâm phàm phu. Trước khi đọc sách Thánh Hiền, một là trì thần chú đại bi khoảng 35 phút là 25 biến, tâm mình nó thanh tịnh, cầu Phật Bồ Tát gia hộ, bắt đầu mình đọc mình thích thú như gặp khách quý, rất thích. Còn tâm hời hợt hờ hững vứt cái cuốn sách trên bàn, cầm tới đọc ngắn ngay không đọc vô, khác liền. Hôm bữa tự nhiên chúng tôi cầm cuốn sách lên đọc, đọc chút tự nhiên nó dội liền đọc vô. Vậy mà trì thần chú đại bi xong rồi lễ Quan Âm, lễ Phật tha thiết cái đọc vô liền. Nó lạ cái chỗ này. Cái chỗ này là cái chỗ tâm linh đặc biệt. Chứ không phải dễ đâu. Chứ không phải dễ đọc sách Thánh Hiền đâu. Bây giờ hằng ngày cái tâm mình nó rong chơi với cái phường danh lợi, những cái chuyện mà vọng tưởng, mà bây giờ mới vô, mà trụ vô sách Thánh Hiền mới là dễ. Còn phải có cái tâm thành kính, sám hối, ăn năn, tha thiết gì đó, rồi bắt đầu tự nhiên mình vô mình đọc lại được. Chứ không phải dễ đâu. Nhưng bữa thầy Phổ đưa sách rồi mà thầy không đọc được. Chúng tôi nói cái bắt đầu là thầy khởi cái thiện niệm lên, cái bắt đầu là gì? Thầy đọc cái nó vô. Cái chỗ này là cái chỗ quan trọng. Hôm nay cũng còn muốn nói nhiều mà tuy thời gian nó đã hết rồi. Chúng tôi mời gia đình cô Đà Nẵng lên tí xíu ha. Cô Quảng Hà này là có chồng ở bên Mỹ. Cô qua Mỹ, cô ở bên đó và ở tiểu bang Las Vegas. Khi có gia đình, cô chỉ muốn sống như vậy, không muốn có con. Sao rồi nó lại có con, giờ đang mang thai, mang em bé. Mà khi cô mang em bé rồi cô bị ốm nghén. Chúng tôi cũng chưa biết ốm nghén nó làm sao, mà cô nói nó khó chịu lắm. Chỉ biết đau ruột thừa thì biết, có mổ ruột thừa, đau ruột thừa biết. Ốm nghén không biết làm sao ha, anh Minh. Ốm nghén nó làm sao? Mà nó khó chịu, rồi nó khó chịu lắm, khó chịu lắm, chịu nói. Coi như là trở chịu không nổi rồi đó. Thì cuối cùng cô trì thần chú đại bi 108, im liền. Wow, hay thế. Cho nên hôm nay nói chuyện cho mọi người ốm nghén đang nghe trực tiếp, hoặc là cha mẹ dặn con cái nha. Bởi vì cái tâm mình nó khó chịu, và cái tâm mình không an ổn, và đứa nhỏ đó nó cũng sẽ không ổn. Nó bắt mình phải gì khó chịu, phải thèm me, cạp me, ăn thịt chua. Là ốm nghén đâu, ốm nghén hay ăn chua đúng không? Dầu xanh uống cả chai, cạp đất ăn. Cái thai nó hành khó chịu mà trì thần chú đại bi vô là im luôn. Rồi cái bắt đầu sáng 25, chiều 25, cái bữa sáng 50, chiều 50, bây giờ giữ mãi yên ổn vô cùng. Câu này kỳ tích. Sở dĩ làm sao được như vậy là vì do nghe chúng tôi giảng và đề xướng thần chú đại bi, cầm cái máy theo luôn, bủ bối bắt đầu lúc đó xuất hiện. Không nghe có làm được không? Không. Nghe hời hợt có nhớ không? Cũng không. Người này đặc biệt. Còn bà cụ này á, đi đâu cũng không chịu, quy y ai cũng không chịu, mà muốn về chùa, chuẩn bị lên trên chùa ở. Bà rất thích ở trên chùa để bà cụ bà tu. Cho nên chúng tôi khuyên những người có cha mẹ, khuyên họ vô chùa, đừng có ngại là xóm làng dèm pha, nói rằng mình bất hiếu với mẹ, đẩy cha mẹ vô chùa cho khổ đau. Ở nhà còn khổ đau hơn nữa.
đừng sợ tiếng tai đó, mà chỉ cần cho cha mẹ vô chùa đi, rồi cha mẹ an ổn trong đó là mình khuyến khích cha mẹ tu, công đức này thù thắng, rất thù thắng. Cái cô mà hồi nãy mà nói mà khổ khổ là bà cô này à, con thì bị câm, rồi một thằng thì ngỗ nghịch. Giờ gần như là không phải chúng tôi phơi bày tội lỗi, nhưng mà gọi là sám hối ấy. Sám hối. Chồng thì chết còn sớm, mà bà nói một câu chúng tôi cảm phục. Chồng chết sớm mà con không tái giá, không có tiếp tục theo người khác, phải đỡ nuôi con cái, mà sao bây giờ nó bất hiếu với con. Con lo nó đầy đủ mà sao nó bất hiếu với con. Cái đời này con hiền lắm, con không có làm gì ác ai. Kêu cái đời trước, bà kêu đời trước là không biết, kêu chắc chắn được chứ con. Cái đứa mà nó xì kê ma tí á, là lúc trước cô làm nó khổ đau, bây giờ nó theo nó đòi. Còn cái đứa mà biết làm lụng mà nó đi, thằng em của nó mà đi làm lụng mà đi phụ hồ để nó tự lo cho bản thân nó được, thì lúc trước cô cũng không có nợ nó, cho nên bây giờ nó tự sinh sống được. Có phải là con là đứa báo ân, đứa báo oán không? Cái đứa báo ân là nó không có làm gì khổ khổ, nó đi làm ăn, nó phụ hồ. Còn cái đứa báo oán là nó xì kem mê tí vô tù ra tội. Hiểu cái nhân quả đó, cái tự nhiên bắt đầu mình yên ổn. Còn đứa câm đó nữa thì cổ cũng nợ, bây giờ cổ phải nuôi. Mà nhất là người mẹ, anh em chửi rủa tàn canh luôn. Quá khổ, cho nên cái buổi giảng hôm nay có là do cái tác động của cô này cũng làm cho chúng tôi chịu không nổi. Với cái hoàn cảnh của cổ, một số những người khổ đau. Tiếc là họ không đọc được sách Thánh Hiền. Tiếc là cổ nghe một năm nay mà cổ hành trì vẫn còn kém. Cho nên nó chưa có tiêu cái khổ được. Hôm nay cổ quyết định cổ sẽ về cổ hành trì. Còn cô nữa. Cô này là ông chồng mà ông nói rằng là mày niệm Phật có ra tiền bạc nuôi con không? Cứ rảnh rảnh là vô một cái góc ngồi niệm Phật tụng kinh. Thì cổ nói là con vẫn còn chướng ngại. Thì kêu bây giờ nếu còn chướng ngại là phải niệm Quan Âm. Tổ Quang nói là cuộc đời gặp chướng ngại là phải thêm Quan Âm. Cổ mới hỏi là mình niệm Phật vãng sanh mà sao niệm thêm Quan Âm có được vãng sanh không? Chúng tôi nói được. Ngay cái lúc đang khổ đau thì bây giờ phải niệm Quan Âm cho nó qua cái cảnh khổ đau đó đi. Mà Quan Âm gia trì thì nhanh. Mà mình niệm Quan Âm cũng được vãng sanh luôn. Mình niệm Phật A Di Đà có qua được không? Được. Nhưng mà nhiều người cái tính tâm thiện căn phước đức chưa đủ, cho nên lâu cảm, cho nên sẽ bị thối chuyển. Cái chỗ này tổ nó rất sâu. Nếu mà những người mà họ đã niệm Phật qua được thì cô đã qua rồi. Nhưng mà giờ chưa qua được, nó cứ dùng dằn. Thì bây giờ mình vẫn giữ hai thời công phu sáng tối, có niệm Phật, có trì chú Đại Bi, rồi suốt ngày niệm Quan Âm, rồi trong thời công phu đó cũng có niệm thêm Quan Âm, chắc chắn là sẽ qua. Mà những người họ ít có học nói cái họ chịu làm liền. Còn cái người mà có học chút đỉnh và một số những cái người mà họ có nghiên cứu rồi đó, thì kêu họ niệm thêm Quan Âm một cái hòn sen tạm. Phải. Đang niệm Phật qua niệm Quan Âm là sen tạp, không có hiểu một chút gì tịnh độ. Cái sen tạp đó là gì? Đang tu tịnh độ cái qua tu thiền, là nghĩ tu thiền học giáo không tu tịnh độ nữa, là nó tùm lum pháp môn hết. Hoặc là sen tạp hôn trầm, hoặc sen tạp vọng tưởng. Còn nếu mà mình chuyên nhất niệm Phật, rồi mình qua chuyên nhất niệm Quan Âm, mình qua chuyên nhất tụng kinh, mình qua chuyên nhất trì chú hồi hướng về cực lạc, thì trợ hạnh giúp cho chánh hạnh, cũng như căn buồn thuận gió, ăn cơm trắng suông là tụng kinh Vô Lượng Thọ, niệm Phật bốn chữ như chúng tôi lúc trước thì cũng được, nhưng mà bậc phải thượng căn thượng trí, không thì sẽ ngán vô không nổi. Ăn cơm trắng suông đỡ đói là để cho no cũng được, mà kèm thêm thức ăn cũng không sao. Niệm Phật không cũng được, nhưng mà bói là thượng căn thượng trí nha. Nhưng nếu bọn phàm phu chúng ta thêm trì chú niệm Quan Âm và tụng kinh nữa, thì cái sức gia trì của Phật mạnh hơn, thì nó sẽ an ổn hơn. Người niệm Phật mà họ chỉ không cho vọng tưởng sanh thì chỉ được cái tự lực mình niệm thôi, không nghĩ đến cái chuyện tha lực của Phật Bồ Tát. Niệm Phật Bồ Tát, Bồ Tát gia hộ thêm thì đạt cái 50% bầm dập lắm, bầm dập. Niệm Quan Âm là có Quan Âm gia hộ, niệm Phật có Phật gia hộ, trì chú là có thần lực của Phật Bồ Tát Thiên Thủ Thiên Nhãn. Khi tụng kinh Phổ Môn Di Đà là có chư Phật Bồ Tát xuống để gia trì. Tu là phải nghĩ đến cái chuyện tha lực đó, giữa tha lực với tự lực đó mình phải có niềm tin như vậy. Nhiều người họ vô cái A Di Đà Phật suốt ngày thôi cũng được, nhưng mà không có khởi một niệm tín tâm về cái chuyện có Phật lực gia trì, vẫn là tự lực. Và niệm để đối kháng vọng tưởng, còn cái chuyện mà nguyện vãng sanh cũng yếu ớt thì cũng vẫn là tự lực. Chỗ này là phải hiểu cho rõ, chứ còn không thôi là bị chướng ngại đấy. Thì thôi mọi người về ha. Ngày hôm nay có mời một ít các vị ở Đức Trọng, rồi một số quý Phật tử đến đây. Cái giảng đường này nó ít thôi, nó nhỏ,
làm bằng tro nóng cho nên đắp vài cái máy lạnh, quý vị ngồi cũng mát, để hưởng được cái pháp vị lời Phật dạy, lời thánh hiền chúng tôi tuyên truyền lại, chúng tôi trao truyền cho quý vị. Sau cái đó chúng ta sẽ ra phóng sanh, xong rồi dùng một buổi cơm trưa. Chúng tôi nghĩ đây là một chuyến đi trong một buổi sáng hôm nay quý vị sẽ là thú vị nhất. Vì sao vậy? Bởi vì khi một con người họ đi đến một cái buổi tiệc, họ ăn uống hả hê, họ về họ sẽ mệt, nhất là uống rượu uống bia. Còn khi quý vị vô dùng những đồ chay thanh khiết của chúng tôi và cộng lại với nghe một buổi giảng này, về thâm tâm quý vị sẽ được an vui mát mẻ, đúng không? Cái giá trị nó khác hẳn. Nhưng mà không phải là thường xuyên được như vậy, vì cái thời gian của chúng tôi và cái sức khỏe nó cũng đến tuổi rồi. Nói 51 tuổi không phải là lớn, nhưng mà cái thời gian chúng tôi bỏ ra để giảng nó quá nhiều, cho nên chúng tôi phải dành lại cái thời gian để công phu. Vì vậy sau khi quý vị ra thì nên cầm những cái sách của Thánh Hiền dạy bằng miệng, thì trong thời gian ngắn một vài năm dạy bằng sách Thánh Hiền, truyền bá sách thì suốt đời nhiều đời. Ông Hàng Vũ này quá hay. Chút nữa ra mỗi người một bộ sách chúng tôi để dành sẵn. Khắp nơi trong nước Việt Nam, các tỉnh chỉ nhắn tin vô 0909 7474, máy và sách chúng tôi gửi tặng nhà tặng miễn phí. Không phải là đồ không tốn tiền, là đồ dởm nha, đặc biệt quý ạ. Rồi còn trên toàn thế giới thì lên trang web vô lượng thọ.vn lấy ra có hết trong này. Nên lưu truyền thiện thư cho mạnh, để thiện niệm phát khởi, để tâm thí phát khởi. Bây giờ chúng ta hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh.